bạn nào đang xem live stream ạ? Chị và các bạn ơi, xin shop đã trở lại với các chị và các bạn rồi ạ. Rồi các chị và các bạn ơi, các chị các bạn nào thấy comment thấy live stream của em thì mình nhanh tay sẽ liền live stream vào ba group bất kỳ các chị và các bạn nha. Bốn bạn muốn chị cùng xem mà các chị và các bạn ơi, mình nhanh tay sẽ liền livestream và ba rất bất kỳ và trả lời cho câu hỏi bài hát nào hot nhất năm 2000, vào năm 2018 ạ. Đúng rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay mình comment đáp án cho em biết các chị và các bạn nha. Đúng rồi. Hello 20 chị, 20 bạn đang xem nha. Rồi nhanh tay vào lại livestream của siêu shop nha. Và mở đầu chúng ta sẽ cùng đến với mini game trả lời cho câu hỏi bài hát nào hot 2018 nha. Bài hát nào hot nhất 2018 rất là dễ nha. Hello Trịnh Hà, Mùa Yêu. Đúng rồi, Mùa Yêu cũng là một bài hát khá là hot. Rồi bạn nào chị nào vào rồi thì nhanh tay chúng ta cùng tham gia mini game hôm nay mọi người nha. Trả lời cho câu hỏi bài hát nào hot 2018 nha. Đó, rất là dễ, mọi người có cái nhạc là sẽ trả lời câu này nha. Xin chào mọi người nha. Ai đã vào rồi hãy lên tiếng giúp sắp nha. Xin chào chị Ngọc Hà, xin chào chị Nguyễn My, xin chào Quỳnh Như. Rồi xin chào mọi người, nhớ là chia sẻ ba group comment ấy đi bé. Chia sẻ ba group một lần trên trang cá nhân, sau đó chúng ta comment đáp án của mình nha. Và một combo siêu xinh như Hân Hoạt Thủy đang mang sẽ dành tặng cho chị nào, bạn nào comment nhanh nhất và đã thực hiện hai bước đó là chia sẻ livestream nha. Và các chị và các bạn ơi, nhanh tay chia sẻ liền ba group bất kỳ để mình có thể tham gia mini game. Và các chị và các bạn ơi, mình chỉ cần chia sẻ ba group là mình đã có thể tham gia mini game. Và nếu như xíu nữa các chị và các bạn nào mà có câu trả lời trùng với đáp án của shop nhưng vẫn chưa chia sẻ thì shop không thể công nhận đáp án đó các chị và các bạn nha. Đúng rồi, hãy chia sẻ trước. Rồi sau đó mình hãy comment trả lời câu hỏi các chị và các bạn nha. Rồi, rất là nhiều bài hát đã được đưa ra. Và các bạn ơi, đây là một câu hỏi rất là hợp trend nha. Và mọi người nếu mà có nghe nhạc thì hãy nhanh tay chọn cho mình cái bài hát mà hot nhất trùng với đáp án của shop nha. Và rất là dễ, và nhanh tay chúng ta chia sẻ ba group và một lần trên trang cá nhân, sau đó chúng ta comment đáp án của mình nha. Xin chào mọi người nha, đừng như thói quen hãy. Đúng là vẫn hot nhưng mà chưa phải đáp án của shop nha. Đó Hoa Hồng chưa phải là Phách Lớp chưa phải nha. Xin chào mọi người, Đu là bài gì chưa biết. Rồi chưa phải nha mọi người nha, đừng quên tên anh chưa phải mọi người ơi. Cố lên, bài hát nào đang hot 2018. Câu hỏi của ngày hôm nay là bài hát nào đang hot 2018 rất là dễ nha. Và nhớ chúng ta hãy chia sẻ vào ba group vào một lần trên trang cá nhân, sau đó chúng ta comment đáp án của mình nha. Xin chào mọi người nha. Ai vào rồi thì nhanh tay comment giúp shop nha. Ai vào rồi thì nhanh tay tham gia mini game này rồi chúng ta cùng nhau trả lời cho câu hỏi bài hát nào đang hot 2018 nha. Và mini game này chúng ta sẽ diễn ra nhanh gọn thôi. Chúng ta chỉ có mini game này chỉ có 2 phút thôi nha. Các chị và các bạn nào vào rồi thì tranh thủ trả lời câu hỏi này nha. Chỉ có 2 phút cho mini game này mọi người nhé. Mùa Yêu hả? Chưa phải mọi người ơi. Rơi Bỏ hả? Rơi Bỏ đúng là cũng hot. Bài hát nào hot mọi người ơi, suy nghĩ đến những cái ca sĩ, những cái tác giả đang hot hiện nay nha. Bài hát nào hot đây mọi người ơi, nhớ là hãy suy nghĩ cái trend hiện nay nha mọi người nha. Nhớ là những cái trend hiện nay nha. Rồi Bỏ hả? Rồi Bỏ chưa phải nè, Người Anh Phụ chưa phải, Thiên An ơi, rất là dễ nha. Câu hỏi này rất là thiết thực và số lượng bài hot chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, nên là chúng ta sẽ rất là nhanh để tìm ra được đáp án nha. Và nhớ là nhanh tay chúng ta chia sẻ vào ba group vào một lần trên trang cá nhân, sau đó chúng ta comment nha. Tại vì có bạn trúng mà không chia sẻ thì shop cũng không công nhận quà được, nên là chúng ta nhớ chia sẻ rồi chúng ta comment đáp án của mọi người nha mọi người nha. Rồi các chị và các bạn ơi, mình nhớ chia sẻ ba lần trên trang trên ba group bất kỳ để mình sau đó mình tham gia mini game trả lời cho câu hỏi bài hát nào hot nhất 2018. Các chị và các bạn muốn comment bao nhiêu lần cũng được và muốn trả lời như thế nào cũng được, miễn là mình nghĩ là đáp án đó trùng với đáp án của shop thì mình hãy comment các chị và các bạn ơi, biết đâu mình sẽ là chủ nhân của một set cực kỳ xinh. Đúng rồi, set cực kỳ xinh bao gồm một áo sơ mi gồm nhân vậy. Rồi, sắp tiếp tục đọc đáp án của mọi người nha. Đừng như thói quen, chưa phải là đáp án của siêu shop nha mọi người nha. Bài hát nào hot 2018, mọi người ơi, search Google cũng được nha. Đảm bảo là sẽ ra đáp án nha.
chị thấy em khóc hả? Chưa phải là đáp án. Từ hôm nay chưa phải là đáp án chính xác của Sáp nha. Đừng như thói quen chưa phải mọi người ơi. Bom bom chưa phải mọi người ơi. Đừng như thói quen, rất là nhiều bạn comment nhưng mà chưa phải là đáp án của Sáp nha. Rất là dễ luôn. Bài hát nào đang hot 2018? Rất là dễ nha. Người là ơi hả? Chưa phải. Đừng như thói quen chưa phải mọi người ơi. Hot là bài gì? Chưa phải nha. Đừng như thói quen, rất là nhiều bạn thích bài đừng như thói quen đúng không? Rồi chưa phải mọi người nha. Bạn nào mà có nghe nhạc thì sẽ biết là bài nào đang hot hiện nay nha. Bài hát nào hot 2018 nha. Rồi nhanh tay trả lời cho câu hỏi bài hát nào hot 2018 vậy. Và một combo siêu xinh như Hân hoặc Thủy đang mang sẽ dành cho ai đây? Nhanh tay nhớ là phải chia sẻ rồi sau đó chúng ta comment nha. Và nhanh tay và sắp thì chuẩn bị gợi ý đây mọi người ơi. Nhanh tay, đừng như thói quen chưa phải. Đinh Huệ ơi, Nguyễn Nguyên đừng như thói quen chưa phải. Cúc Nguyễn đừng như thói quen chưa phải nha. Mọi người chọn được bừng như thói quen ơi. Bỏ cái đáp án đó ra nha. Đừng như thói quen không phải là đáp án của Sáp nha. Chọn đáp án khác đi mọi người ơi. Bài hát nào đang hot nãy giờ không thấy mọi người nhắc đến cái tên quen thuộc, một ca sĩ quen thuộc ta. Đừng như thói quen chưa phải, Đóa Hồng chưa phải nha, Bùa Yêu chưa phải nha, Phạm Thị Phương thật That's Girl chưa phải nha, Mình Cưới Nhau Đi Thanh Nguyên chưa phải nha, Bảo Trâm Đừng Quên Tên Anh chưa phải nha, Cô Gái Mét 52 hả, rất là hot nhưng mà chưa phải là bản của Sáp nha. Chạy Ngay Đi, Chạy Ngao Đi hả, chưa phải nha. Rồi hãy nghĩ đến những ca sĩ đang hot hiện nay là ai nào, Chạy Anh Đấy Nổi Đâu cũng là một bài rất là hot, Sáp rất là thích nhưng mà chưa phải nha. Người Từng Thương hả, chưa phải, Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy. Rồi trời ơi, qua đây mới thấy mọi người có kho tàng kiến thức về âm nhạc khá là tốt luôn, mọi người rất là hợp trend, mọi người biết rất là nhiều bài hot hiện nay. Và Sáp đang trông chờ một cái bài hát mà trùng với đáp án của Sáp đây mọi người ơi. Chạy Chạm Đáy Nỗi Đau chưa phải nha, Ngắm Hoa Lệ Rơi chưa phải mọi người ơi, Cố Lên Nào Bùa Yêu hả chưa phải, 1m52 hả, Cô Gái Mét 52 chưa phải mọi người ơi, Cố Lên Nào, Đỏ Hoa Hồng chưa phải, Người Ám Phủ chưa phải nha. Rồi rất là nhiều đáp án mọi người, Buồn Của Anh hả chưa phải nha, Em Gái Mưa chưa phải mọi người. Bài hát nào hot 2018, Cố Lên Nào mọi người ơi. Sắp chuẩn bị gửi ý mình nha. Ơi, mình chuẩn bị gửi ý cho các bạn rồi đây các chị và bạn. Rồi bỏ ý em sang chưa phải, Fake Love chưa phải nha, Người Hãy Quên Em Đi chưa phải, Giấc Mơ Em Giờ chưa phải, đáp án của Sáp các chị và các bạn nha. Đúng rồi chưa phải, Người Hãy Quên Em Đi chưa phải là đáp án của Sáp, Ngắm Hoa Lệ Rơi cũng chưa phải đáp án của Sáp, 1, 2, 3 Anh Yêu Em vẫn chưa phải đáp án của Sáp à, Giấc Mơ Yêu Chờ chưa phải đáp án của Sáp, Đừng Quên Tên Anh cũng chưa phải đáp án của Sáp. Sắp gợi ý rồi các chị và các bạn ơi, bài này rất là quen thuộc với mọi người. Đúng rồi, ai có nghe nhạc sẽ biết bài này nha, ai có nghe nhạc đều biết bài này nha. Bài nào hát nào hot 2018 nào mọi người ơi. Bài nào hot 2018 rất là dễ luôn, không có khó đâu mọi người ơi, suy nghĩ kỹ một tí nha. Rồi để cho em khóc có thể xịt Google nha. Mình Cùng Nhau Đóng Băng hả, là bài gì ta, Đời Lạ Lắm mà nghe chưa. Rồi sắp chưa nghe bài đó, Để Cho Em Khóc chưa phải nha, Yêu Đương chưa phải, Cố Lên mọi người ơi. Bây giờ kéo lên 250 view sắp bắt đầu gửi nha, 250 view nào mọi người ơi, 250 view để sắp bắt đầu gửi nào các chị và các bạn ơi. Các chị và các bạn cùng nhau lên 250 view để sắp gửi ý cho mình các chị và các bạn nha. Các chị và các bạn, bài này cực kỳ quen thuộc, đảm bảo gợi ý là mình ra liền luôn các chị và các bạn nha. Buồn Của Anh chưa phải, Chạm Đáy Nỗi Đau chưa phải mọi người, Mưa chưa phải, Em Gái Mưa chưa phải, Talk To Me chưa phải nha. 250 view sắp sẽ bắt đầu lật đáp án luôn. Cổ lên mọi người vào rồi chia sẻ livestream giúp sắp nha, chia sẻ livestream sau đó comment đáp án của mình nha, rất là dễ nha. Chia sẻ livestream sau đó comment đáp án của mình các chị và các bạn nha. Nhanh tay chia sẻ liền bài đúng nha. Rồi các chị và các bạn, bài hát nào hot nhất, bài hát nào hot 2018, đang hot 2018 là câu hỏi cho hôm nay các chị và các bạn nha, câu hỏi cho mini game hôm nay. Và nhanh tay comment cho các chị và các bạn biết nha, các chị và các bạn biết nha. Rồi mọi người ơi, sắp nghe gợi ý chưa, mọi người muốn nghe gợi ý 1, 2, 3, 4 chưa phải nha, Đừng Quên Tên Anh chưa phải, Đừng Như Thói Quen chưa phải, Người Ám Phủ chưa phải mọi người ơi, Cùng Anh hả chưa phải là bài hot nha. Và chuẩn bị gợi ý nha mọi người nha, cái bài này nè bắt đầu rất là dễ luôn, rất là dễ, rất là nghe, đảm bảo là ai cũng nghe rồi á, đảm bảo là ai cũng nghe rồi, nhạc rất là hay nha. Và chúng ta cùng nhau ok, ví dụ là Nhớ chưa phải, Người Từng Thương chưa phải, Hết Duyên chưa phải, Duda chưa phải mọi người ơi. Bài nào đang hot 2018, cố lên, 250 view sắp sẽ lật đáp án. Rồi chúng ta chỉ còn 50 view nữa sắp sẽ lật đáp án nha. Nhanh lên mọi người ơi, cố lên nào. 50 view nữa sắp sẽ bắt đầu lật đáp án nha. 40 view nữa sắp bắt đầu lật đáp án nha. Nhanh tay đi mọi người nha. Và 40 view nữa sắp sẽ lật đáp án cho mọi người nha. Bài hát nào đang hot 2018 là câu hỏi cho sắp cho ngày hôm nay các chị và các bạn nha. Mình nhanh tay các chị và các bạn nha. Rồi, rất là nhiều đáp án. Đừng Như Thói Quen, Chạy Ngay Đi vẫn chưa phải đáp án của Sóc, Em Gái Mưa vẫn chưa phải đáp án của Sóc nha, Phạm Nhiên vẫn chưa phải đáp án của Sóc, Cùng Anh cũng chưa phải đáp án của Sóc và Người Lạ Ơi cũng chưa phải đáp án của Sóc các chị và các bạn nha, Chiều Hôm Ấy cũng chưa phải đáp án của Sóc, Em Mới Là Người Yêu Anh cũng chưa phải đáp án của Sóc nha.
là xíu nữa báo mình sẽ đi, báo luôn đi. Mình sẽ bán chiếc áo rồi, và mình sẽ bán trong vẫy rồi luôn các chị và các bạn nha. Chị với giá từ 250.000 còn 79.000 nha. 79.000 rồi mọi người, bây giờ ok chân vẫy thì không đang mang nha mọi người ơi. Sau mini game này chúng ta sẽ cùng đến với chương trình sale cực kỳ hot nha. Áo sẽ được bán với giá 79.000, vẫy của Hân đang mang bán được với giá 79.000 nha. Đó, áo của Thủy cũng 79.000 và giá gốc là 200.000 mọi người nha. Áo của Hân sẽ được bán với giá 79.000 và sau mini game này nha. Đừng như thế quen chưa phải nha, sắp bắt đầu gửi nha. Đáp án của rồi. Đây là bài hát nhạc EDM nha. Gợi ý đầu tiên đây là nhạc EDM nha. EDM nha mọi người nha. EDM đó, EDM nha. Nhạc của bài này là EDM mọi người nha. Rồi cố lên, bài này rất là dễ luôn, đảm bảo là ai cũng nghe rồi. Và bài này tiếp tục gửi đây mọi người ơi. Bài EDM là bài nào đây? Không phải một phút là nhạc pop rồi, không phải EDM nha. Bài này nhạc EDM tức là nhạc nó sôi động một tí đó mọi người ơi. Nhạc sôi động một tí. Rồi bài nào đang hot 2018 mọi người ơi? Bài này đã từng hot trong 2018. Đó, đã hot, đã rất là hot trong 2018 nha. Rồi các chị và các bạn ơi, rất là nhiều đáp án, rất là nhiều đáp án. Và các chị và các bạn cùng chờ em một chút để mình, em sẽ gợi ý đáp án cho mình nha. Chưa phải rồi, rồi mặt trời của em chưa phải, buồn của em chưa phải. Đây là nhạc EDM nha, tí âm chưa phải nha. Tí âm chưa phải mọi người nha. Bài nào hot 2018 là nhạc EDM nha mọi người ơi. Đây các chị và các bạn ơi, bài nào hot 2018, bài nào hot 2018 mà nhạc EDM đây các chị và các bạn ơi. EDM nha. Các chị và các bạn đã nghe mình đã gợi ý rất là nhiều luôn các chị và các bạn ơi. Nhanh tay comment nếu các chị và các bạn biết nha. Quan trọng là thần thái vẫn chưa phải các chị và các bạn ơi. Bom 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 chưa phải à. Animal vẫn chưa phải. Tết trơn chưa phải à. Nơi này có anh chưa phải luôn. Một vai âm thanh nhỏ hả, là bài gì ta? Mình chưa nghe bài đó luôn. Cùng anh vẫn chưa phải à. Vẫn chưa phải các chị và các bạn nha. Mình cưới nhau đi chưa phải à. Nhạc EDM, nhạc EDM các chị và các bạn nha. Bom bom ý em sao, quan trọng là thần thái vẫn chưa phải đáp án của mình. Rồi cổ em lên, đã em sắp gửi đáp án cho mình rồi nha. Gửi thêm nữa, sắp đi lọc gửi sau khi được bao nhiêu view rồi. Bao nhiêu view rồi Hân ơi? Các chị và các bạn ơi, và sau khi được 300 view sắp sẽ gửi án đáp ý nha, để cho anh khóc thấy chuyên. Điều anh biết vẫn chưa phải, chưa phải các chị và các bạn ơi. Một bài rất là quen thuộc luôn các chị và các bạn. Chào Phạm Thị Phương nha. Xin chào tôi, ok. Chào các chị và các bạn, vẫn là Fly Away, vẫn chưa phải So Far Away. Người yêu chưa phải, người âm phủ chưa phải nha. Đừng như một thói quen vẫn chưa phải nè. Bài gì đây, bài gì đây các chị và các bạn ơi. Bài này rất là quen thuộc mà mọi người vẫn chưa đón ra ta. Despacio, sống xa anh chẳng dễ dàng. Forever Love, vẫn chưa phải. Vẫn chưa phải các chị và các bạn nha. Vẫn chưa phải nha. Trời ơi, rất là dễ, không có khó đâu. Rồi, rất được. Là dễ các chị và các bạn ơi, rất là dễ luôn nha. 2018 xu hướng là EDM, nói vậy sẽ đoán được các chị và các bạn ơi. Vì đáp án rất là rộng nên mình mới cho các chị và các bạn đoán thử. Nếu mà chung với đáp án của shop thì mình sẽ là chủ nhân của một set siêu sinh như Hân hoặc Thủy đang mang các chị và các bạn nha. Và mình tổ chức này là chơi cho vui các chị và các bạn nha. Chơi vui thôi các chị và các bạn. Đây là các chị và các bạn nào may mắn thì mình sẽ là chủ nhân của một set siêu sinh luôn ạ. Rồi bây giờ em sẽ chuẩn bị gợi ý đáp án cho mọi người luôn các chị và các bạn nha. Rồi đáp án chúng ta có hai từ thôi nha. Đáp án này chỉ có hai từ thôi nha. Có hai từ thôi, dễ lắm, có hai từ. Và bắt đầu bằng từ gì đây? Đáp án chúng ta chỉ có hai từ thôi. Hai từ và bắt đầu bằng từ, bằng chữ này là ra luôn nha. Rồi đây là của ca sĩ Sơn Tùng MTV. Rồi Sơn Tùng MTV nha mọi người nha. Đáp án này có hai từ thôi và Sơn Tùng MTV nha mọi người nha. Sơn Tùng. Các bạn ơi, nãy giờ rất là nhiều các chị và các bạn hỏi áo và chân vẫy. Một xíu nữa xong chương trình mini game, em sẽ rao bản áo và chân vẫy này chị với giá 79.000 à. Từ 200.000 còn 79.000 thôi các chị và các bạn nha. Từ 200.000 còn 79.000. Và một xíu nữa mình nhanh tay xong một chiếc áo như em đang mặc 79.000 hay một cái chân vẫy như em đang mặc chị với giá 79.000 các chị và các bạn nha. Rồi ok, chúng ta có đáp án rồi nha. Đó, kêu Sơn Tùng MTV là ra luôn. Rồi xin chúc mừng cái tên. Xin chúc mừng bạn
Yumi Vân nha. Xin chúc mừng bạn Yumi Vân là người đã trả lời nhanh và chính xác nhất. Xin chúc mừng, đó là bài Lạc Trôi nha. Xin chúc mừng nha. Dễ lắm, đảm bảo là siêu dễ mà. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với chương trình săn đồ siêu hot hôm nay nha. Và áo của Hân sẽ được bán với giá 79.000 nha. Áo của Hân sẽ được bán với giá 79.000 trong hôm nay. Và váy của Hân cũng được bán 79.000. Và chị bán cho 10 chị, 10 bạn nhanh nhất nha. Mọi người ơi, có kết quả rồi nha. Có kết quả bài hát nào đang hot đó thì sắp đã chọn ra đó bạn. Sắp đã chọn người nhanh tay nhất nha. Sắp gửi là ra liền. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với chương trình săn đồ siêu hot ngày hôm nay. Sắp sẽ sale với giá 79.000 mọi người nha. Sắp sẽ sale với giá 79.000 nha. Áo này được bán với giá 79.000, giá gốc là 200.000. Và sắp chị bán cho 10 bạn 10 chị nhanh nhất. Áo này giá gốc 200.000, dưới 55kg vô tư đặt nha. Thậm chí mình 56, 57kg mặc vẫn được, nhưng mà để đẹp nhất thì mình dưới 55kg nha. Được bán với giá 79.000. Rồi mọi người ơi, nghe chúng ta cùng nhau để tay bàn phím nha. Sau khi shop có cái thông báo đặt hàng thì mình cùng nhau đặt nha. Mã này là gì đây mọi người ơi? Mã này là sự phối hợp của một chiếc áo sơ mi, phía trong nó có cái phần thun tạo thành một chiếc yếm nhìn xinh ơi là xinh như thế này. Áo này được bán với giá 79.000 nha. Giá gốc là 200.000 và từ từ nha mọi người nha, từ từ đặt nha. Shop sẽ đọc mã rồi mọi người đặt nha. Rồi ai muốn lấy áo này thì chúng ta cùng nhau nghe mã. Mã của sản phẩm này là caro mọi người nha. Nhanh tay cầm bàn giúp shop, mã là caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi mã này là caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Caro nha mọi người nha. Ai muốn sở hữu chiếc áo này từ 200.000 còn 79.000 thì nhanh tay cầm bàn giúp shop là mã caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha mọi người nha. Rồi ai muốn sở hữu combo này thì nhanh tay. Ok, chúc cho Huy Mai caro, chúc cho Ngọc Tiên caro nha, comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Phạm Đạt caro, comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Huyền Nguyễn caro, ok, comment địa chỉ giúp shop. Mọi người comment theo cú pháp là caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ với giá 79.000 nha. Giá gốc là 200.000 và nhanh tay nha. Và nhanh tay sắp chị bán thêm cho 7 chị 7 bạn nhanh nhất nữa nha. Chúc cho Huyền Nguyễn rồi nha. Chúc cho Lê Ánh Ngọc caro, comment địa chỉ giúp shop nha. Ok, chúc cho Buồn của Anh mã caro, comment địa chỉ giúp shop luôn. Trùng tên một bài hát luôn. Rồi nhanh tay comment giúp shop mã caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Ai muốn lấy vải thì comment giúp shop là vải kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Vải cũng 79.000 và áo cũng bán với giá 79.000. Và shop chị bán cho 5 chị 5 bạn nhanh nhất với giá 79.000 nữa thôi nha. Kết thúc người thứ 5 sẽ là giá 200.000 nha mọi người nha. Áo chị đang mang bao nhiêu? 79.000 nha, cứ mua cò nha. Áo này giá 200.000, bây giờ shop bán 79.000 cho thêm cho 5 bạn 5 chị nhanh nhất nữa. Nhanh tay comment giúp shop nha. Chúc cho mèo móc caro, ok, mèo móc địa chỉ rất là rõ ràng. Shop chị chốt cho bạn nào, chị nào có đầy đủ mã caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Bạn nào chưa comment địa chỉ, nhanh tay comment địa chỉ giúp shop nha. Rồi các chị và các bạn ơi, chúc mã caro, chúc áo bằng mã caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Chúc áo bằng mã caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Nếu các chị chúc váy bằng mã váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ, váy cũng như áo chỉ có giá là từ 200.000 còn 79.000. Chúc váy comment váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Chúc áo comment áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Và các chị ơi, áo thì dưới 55kg mình mặc vừa và chân váy cũng dưới 55kg mình mặc vừa à. Chúc cho em mã là áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ hoặc váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi chúc cho Quỳnh Như caro, ok Quỳnh Như nha. Chúc cho Phạm Hường váy, ok chị Phạm Hường comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Diệp Trần Vân caro, comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Hạ Vũ áo, comment địa chỉ giúp shop. Mọi người comment giúp shop áo hoặc caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Không có địa chỉ thì nhanh tay bổ sung địa chỉ nha. Phải có địa chỉ shop mới chốt được nha. Mọi người nhanh tay comment địa chỉ giúp shop nào. Chúc cho chị Thái An caro, ok Thái An đã có địa chỉ nha. Chúc cho mèo ngốc caro, ok mèo ngốc sắp có địa chỉ rồi nha. Chị là Buồn của Anh comment địa chỉ giúp shop ngay và liền nha. Huy Nguyễn caro comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Lê Ánh Ngọc caro comment địa chỉ giúp shop nha. Huy Nguyễn ơi comment địa chỉ giúp shop. Chúc cho Phạm Đạt caro comment địa chỉ giúp shop. Chúc cho Huy Mai caro comment địa chỉ giúp shop nha. Mọi người comment theo cú pháp caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Dạ ok. Chúc cho Nguyễn Lâm Thu Ba phải comment địa chỉ giúp shop nha. Ok chị Buồn của Anh sắp có địa chỉ rồi nha. Chúc cho Đặng Thị Tuyết Nhung caro comment địa chỉ giúp shop. Tuyết Nhung ơi nhanh tay comment nè. Chúc cho Kumo Còi, ok địa chỉ rất rõ ràng, cảm ơn Kumo Còi nha. Rồi nhanh tay comment caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ, ok nha. Chúc gì Đặng Thị Tuyết Nhung caro sắp thấy rồi nha. Chúc cho Nga Kim comment địa chỉ giúp shop nha. Mọi người ơi sắp chuẩn bị qua mẫu và áo này sẽ trở về giá 200.000 trong ít giây nữa nha. Nhanh tay, còn thời còn đang sâu thì sẽ còn 79.000. Sắp qua mẫu sẽ trở về giá 200.000. Nhanh tay comment giúp shop giá có
có địa chỉ nha, Quỳnh Như comment địa chỉ luôn em nha. Rồi nhanh tay comment caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Và Sắp sẽ giữ hàng cho chị nào, bạn nào đã có địa chỉ nha. Nhớ là comment theo cú pháp số điện thoại và địa chỉ luôn nha. Và áo hoặc váy đều bán 79.000 nha. Và nguyên combo thì lại comment là nguyên set kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Nguyên combo thì cứ comment nguyên set luôn nha. Đó là hai món cũng 79.000 là cực kỳ rẻ. Giá gốc của bộ này là 400 mọi người nha. Áo là 200.000 và váy là 200.000, nhanh tay nha mọi người nha. Ok, chúc cho chị Nga Kim Caro sẽ có địa chỉ rồi nha. Chúc cho Trương Việt Caro comment. Chị Trương Việt comment rõ địa chỉ giúp Sắp. Comment rõ địa chỉ có nghĩa là mình comment số nhà của mình, tên đường của mình. Đó, mình comment số nhà, tên đường, hoặc là nếu mình ở huyện, thôn á, mình comment là thôn gì, xã gì, huyện gì và tỉnh gì nha. Ok, Quỳnh Như nha, khách quen là Sắp biết rồi. Quỳnh Như là khách shopper VIP mình Sắp rồi. 79.000 nha Tuyết Nhung nha. Áo là 79.000 nha. Và váy cũng 79.000. Chúc với Xuân Hiên áo. Ok, Xuân Hiên comment địa chỉ giúp Sắp nha. Thấy Trương Việt nha. Sắp chốt cho Trương Việt rồi nha. Mọi người comment đầy đủ cú pháp caro kèm số điện thoại địa chỉ. Kèm địa chỉ thì Sắp sẽ chốt cho mình nha. Mọi người đừng lo nha. Cứ comment đầy đủ caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Phải có địa chỉ mọi người nha. Và 10 giây cuối cùng để đặt mẫu caro nha. 10 giây cuối cùng để mình đặt mã caro với chị và các bạn ơi. Comment caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Comment caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ để mình chốt áo mà em đang mặc. Hoặc comment váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ để mình chốt chân váy mà em đang mang với chị và các bạn nha. Chân váy em đang mang có độ co giãn rất là đẹp với chị và các bạn ơi. Có độ co giãn theo form và dưới 55kg mình mặc vừa áo và dưới 55kg mặc vừa. Và áo cũng như chân váy chỉ có giá từ 200.000, còn giá là 79.000 trong live với chị và các bạn nha. Từ 200.000 còn 79.000 trong live. Chốt áo comment áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Chốt chân váy comment chân váy kèm số điện thoại kèm okay. Địa chỉ. Ok, chúc cho Moon Lê Caro đã có địa chỉ. Cảm ơn chị Moon Lê nha. Chúc cho Xuân Hiên comment địa chỉ liền giúp Sắp. Mọi người phải comment địa chỉ thì Sắp mới giữ hàng được nha. Mọi người có địa chỉ giúp Sắp nha. Rồi chúc cho Trương Việt, ok mình thấy địa chỉ rồi. Chúc cho Huyền Nguyễn thấy địa chỉ rồi nha. Rồi mọi người chưa có địa chỉ nhanh tay comment địa chỉ nào mọi người. 10 giây đếm ngược cuối cùng nha để chốt caro nha. Và sau đó thì sau 10 giây thì Sắp sẽ trở về giá 200.000 chiếc áo này nha. Áo này sẽ trở về giá 200.000 nha. Rồi nhanh tay 10 giây cuối cùng để đặt mẫu caro với giá 79.000 nha. Caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Chị nào bạn nào đặt hàng chưa có địa chỉ comment liền địa chỉ giúp Sắp nha. Dạ chúc cho Nguyễn Thiên Nhi chân váy ok địa chỉ rất rõ ràng. Áo hoặc số điện thoại hoặc địa chỉ kèm địa chỉ, hoặc là váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ với giá 79.000 nha. 79.000 nha Nguyễn Thiện Nhi nha. Áo cũng 79 và chân váy 79 và Sắp chỉ bán giá này trong live. Sau live mọi người vui lòng mua giúp Sắp với giá 200.000 nha. Chúc cho Xuân Hiên Caro ok địa chỉ rất đầy đủ. Chúc cho Nguyễn Ngọc Tường Vi Caro ok. Tường Vi comment rõ địa chỉ giúp Sắp, comment địa chỉ tức là số nhà tên đường luôn nha mọi người nha. Chứ đừng comment Quảng Nam không thì Sắp không biết là ở đâu nha. Chúc cho chị Đặng Thị Tuyết Nhung rồi nha, chúc cho Nguyễn Thiên Nhi rồi nha. Ok Tina Nguyễn comment số điện thoại địa chỉ liền Tina Nguyễn nha. Sắp qua mẫu bay ngay bây giờ và nhanh tay cơ hội 79.000 cuối cùng nha. Qua mẫu sẽ trở về 200.000. Ok ok Tuyết Nhung. Rồi ok Tuyết Nhung lấy bộ này. Ok Tuyết Nhung lấy nguyên combo nha. Dạ chúc cho Phương Bùi chân váy. Chị Phương Bùi comment địa chỉ giúp Sắp luôn nha. Mọi người nhớ là phải có địa chỉ số điện thoại địa chỉ Sắp mới chốt được nha. Sau livestream giá sẽ là 200.000. Áo 200.000, váy 200.000 nha. Sắp chỉ bán 79.000 trong thời gian livestream diễn ra, thấy hồng lợi nha. Rồi ok ok rồi xong chưa? 10 giây đếm ngược đi Hân ơi. 10 giây đếm ngược để mình chốt mã caro hoặc chốt mẫu váy, mã váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ á. Và các chị ơi, chị 79.000 của sản phẩm thôi các chị và các bạn nha. 79.000 váy, 79.000 áo caro. Và các chị nhanh tay chốt cho em mã caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ hoặc chân váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ chỉ với 79.000 à. Các chị và các bạn ơi, còn nếu mua nguyên set comment cho em set kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Ok. Set kèm số điện thoại kèm địa chỉ hoặc combo kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua mẫu và caro đã trở về giá 200.000 nha, sẽ không bán 79.000 cỡ từ giây phút này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với combo tiếp theo, đến với áo ngang hông mọi người nha. Áo ngang hông nha, áo ngang hông như thế này. Rồi nãy Sắp có xả ra cho mình xem rồi. Ok Tina Nguyễn nha, Sắp thấy địa chỉ của mình rồi nha. Rồi ok Phan Ngọc Ải Như, Sắp thấy địa chỉ của mình, chốt cho mình caro nha. Nhớ là comment đầy đủ mã kèm số điện thoại kèm địa chỉ thì Sắp sẽ chốt cho mình rất là dễ nha. Rồi ok ok với giá 79.000 đúng. Đặng Thị Tuyết Nhung ơi, 79.000 áo và 79.000 váy. Tức là mình mua hai sản phẩm là giá 79 x 2 nha Tuyết Nhung nha. Tức là em lấy nguyên bộ là 79 x 2 là 158.000 nha Tuyết Nhung nha. Ok, kích lớp ơi, comment số điện thoại địa chỉ nha. Sắp sẽ kết thúc cái bộ caro tại đây rồi nha. Chị kích lớp ơi, comment địa chỉ giúp Sắp nha. Chị kích lớp comment số điện thoại địa chỉ nha. Không có màu khác nha Tuyết Nhung nha, chỉ có màu đó nha. Chân váy nữa nha. Ok, chúc cho Huyền Nguyễn chân váy nữa nha.
váy có giá 79 và áo có giá 79 nha. Rồi bây giờ chúng ta kết thúc bộ caro tại đây, chúng ta cùng đến với combo trễ vai nha. Và cũng được bán lẻ áo với giá 79.000 và quần với giá là 110.000 nha. Mọi người ơi, chúng ta sẽ chúng ta sẽ tiếp tục nha mọi người nha. Bây giờ em sẽ tiếp tục bán lẻ nha mọi người nha. Áo là có giá là 79.000 nha mọi người nha, còn quần là 110.000 các chị nha. Một chiếc áo chị bán màu vàng chấm bi rất là đẹp luôn chị ơi. Nhìn rất là đẹp luôn các chị nha, và có giá là 79.000 nha. Dưới 57kg vô tư đặt bộ này nha. Rồi ai dưới 57kg thì cứ vô tư đặt cái áo chấm bi vàng này nha. Ai muốn lấy áo chấm bi vàng này siêu xinh như thế này, vải rất đẹp nha. Cái này vải rất đẹp thì comment giúp shop là vàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Ok chị kết lớp nha, chúc cho kết lớp là nguyên combo rồi nha. Ok Tuyết Nhung nha, em muốn mua một bộ không phải một bộ chưa giờ chị shop chưa bán chương trình 99.000 nha mọi người nha. Một tí nữa shop sẽ có chương trình 99.000 là cùng các combo khác nha. Bây giờ shop sẽ bán áo với giá 79.000, quần với giá 110.000, quần ống xòe nha mọi người nha. Rồi ai muốn lấy áo thì comment là áo vàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Ai muốn lấy quần comment là quần đen kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Áo vàng được bán rán ra với giá 79.000, giá gốc là 200.000 mọi người nha. Vải này rất đẹp nha, chấm bi vàng này rất đẹp, vải cực kỳ đẹp nha, cực kỳ mềm nha. Và áo chấm bi được bán ra với giá 79.000 chỉ trong thời gian sắp mẫu, mẫu đang like nha. Và sau livestream thì sẽ là 200.000 nha. Áo sẽ có giá là 79.000 nha. Áo này sẽ bán với giá 79.000. Nhanh tay comment giúp shop mã là vàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Giờ bán lẻ là Hồng Nhung ơi, shop sẽ bán lẻ hai combo đầu thôi nha. Shop sẽ bán lẻ những cái sản phẩm lúc đầu thôi. Sau cái sản phẩm này shop sẽ đến với các combo nha mọi người nha. Rồi dạ không có màu khác nha chị Nguyễn Hoang nha. Màu vàng này mặc rất là tươi trẻ luôn, rất là nhìn nó rất là hợp với cái mùa hè, cái thời tiết như thế này mọi người nha. Trễ vai vàng này vải cực kỳ đẹp nha. Và được bán với giá 79.000. Comment giúp shop là vàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chúc cho chị Anh Đặng mã vàng comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho chị Lô Vô mã vàng comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho chị Giang Bùi mã vàng comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho chị Ngọc Nguyễn mã vàng comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho chị Phương Huỳnh Thiên mã vàng comment địa chỉ giúp shop nha. Rồi nhanh tay comment giúp shop là vàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Mở cái mã sắt xuống xíu để các chị ngắm cái phao áo nha. Quay phía sau cho các chị thêm luôn nha. Bộ này siêu xuất sắc luôn. Ai muốn lấy trên ai muốn lấy quần đen thì comment giúp shop là đen kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Quần đen được bán với giá 110.000, áo được bán với giá 79.000. Giá gốc của cái áo là 200.000 mọi người nha. Và sắp chỉ bán trong thời gian livestream diễn ra nha. Tranh thủ đặt hàng liền đi mọi người ơi, bộ này quá xuất sắc. Áo này rất là đẹp nha, vải này rất là mềm, mặc thoải mái lắm. Đó, rồi, xong chưa mọi người ơi? Ok, cây nón bao nhiêu chị ơi? Cây nón là 99.000 mọi người nha. Cây nón là 99.000 nha. Và xong chưa, 10 giây cuối cùng chúng ta sẽ cùng chuyển mẫu nha. 10 giây nữa chúng ta sẽ chuyển qua chương trình combo 99.000. Dạ, chúc cho Toy Minh vàng. Ok, Toy Minh comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Ngô Văn Sơn đen. Ok, Ngô Văn Sơn nha, comment địa chỉ giúp shop nha. Ngô Văn Sơn nha, mọi người đặt hàng comment luôn địa chỉ giúp shop nha. Áo bao nhiêu? Dạ 79.000 nha, Nguyễn KT nha. Áo này được bán với giá 79.000, giá gốc là 200.000 nha. Chúc cho chị Diệp Trần Vân. Ok, Diệp Trần Vân comment địa chỉ giúp shop nha. Áo được bán với giá 79.000, giá gốc là 200.000 mọi người nha. Và shop chị bán trong thời gian mà bé mẫu đang đứng lâu sâu cho mọi người xem nha. Qua mẫu sẽ trở về giá 200.000, tại vì đây là hàng vải đẹp nha, hàng vải cao cấp nha. Nên shop sẽ bán với giá 79.000, chỉ ưu đãi cho chị nào bạn nào nhanh tay nha. Rồi, chị Phương Nguyên, ok chị Phương Nguyên mã vàng comment luôn địa chỉ giúp shop nha. Các chị đặt hàng hãy comment theo cú pháp mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chúc cho chị Nguyễn KT mã vàng comment địa chỉ giúp shop nha, chị Nguyễn KT nha. Áo được bán với giá 79.000 và quần đen được bán với giá 110.000 nha. Và giá này chị bán trong live nha, sau livestream thì trở về giá gốc 200.000 chiếc áo giúp shop nha. Ok, chúc cho chị Hằng Mung áo vàng nha, Hằng Mung comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Số điện thoại kèm địa chỉ nha Hằng Mung nha. Mọi người đặt hàng hãy comment đúng cú pháp mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Tại vì mỗi ngày đơn hàng của shop đi rất là nhiều nên các chị hãy nhiệt tình cho shop địa chỉ số điện thoại luôn nha, để hàng của mình đi sớm nhất nha, gửi đến mọi người sớm nhất mọi người nha. Tại vì đó mọi người giúp shop ấy, tại vì mỗi ngày livestream là đơn hàng nó sẽ dùng đóng rất là nhiều, nên các chị comment đầy đủ số mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Dạ ok, cảm ơn chị Nguyễn KT, cảm ơn chị Hằng Muôn. Rồi chúc cho Mại Ngốc mã vàng, chị Mại Ngốc comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Áo này được bán ra với giá 79.000, cực kỳ shop nha. Vải này rất là đẹp nha, mã này là 200.000 nhưng bán ra với giá 79.000. Cái áo vàng như thế này cực kỳ đẹp nha. Quần được bán với giá 110.000 nha. Chúc cho chị Mại Ngốc mã vàng comment địa chỉ giúp shop.
Ok chị Hằng Moon sắp thấy địa chỉ nha. Cảm ơn các chị rất là nhiều đó, rất là nhiệt tình cho sắp 10 giây cuối cùng để qua mẫu, và 10 giây nữa thì áo này sẽ được bán 200.000 nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển chương trình luôn nha. Dạ chúc chị Tương Lê mã vàng. Cảm ơn chị nha, địa chỉ rất rõ ràng. Rồi xong chưa, ai còn đặt mã vàng nữa nhanh tay nha. Em chuẩn bị qua mẫu là không còn cái giá này nữa nha. Sẽ trở về giá là 200.000 nha mọi người nha. Sau mã này chúng ta sẽ trở về giá 200.000 nha. Và chúng ta sẽ chuyển chương trình ngay bây giờ. Chuyển chương trình sẽ hết chương trình bán lẻ ngay tại đây. Bây giờ chúng ta chuyển qua chương trình bán combo nha mọi người nha. Chúng ta sẽ kết thúc chương trình bán lẻ ngay giờ phút này, và chúng ta chuyển qua chương trình combo. Combo bao nhiêu tiền đây mọi người ơi? Cực kỳ sắp rồi, chúng ta qua mã nào. Nhìn cái. Các chị và các bạn ơi, chúng ta cùng nhau qua mã mà em đang mặc, là mã đầu tiên của combo 99.000 các chị và các bạn nha. Áp dụng khi mua. Áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong line thì mỗi combo 99.000, và mua một combo duy nhất thì có giá 129.000. Các chị và các bạn ơi, một cái áo trẻ vai và có hai dây rất là xinh như vậy các chị và các bạn nha. Đi kèm với đó là một cái chân vẩy lưới rất là đẹp các chị và các bạn nha. Và ở đúng trong có lót một cái lớp vải thun rất là xinh. Nguyên một combo bao gồm một áo sơ mi trẻ vai và một cái chân vẩy lưới như vậy sẽ có giá là 99.000 thôi các chị và các bạn ơi. Đúng rồi. Thường sắp để bán với giá 250.000 nhưng bây giờ trong live sẽ có giá 99.000. Và áp dụng khi các chị mua hàng trên hai combo bất kỳ các chị. Đúng rồi. Hai combo bất kỳ thì mỗi combo sẽ có giá 99.000. Dạ, chốt không có màu khác. Không có màu khác mọi người nha. Rồi sắp giới thiệu lại cái bộ này nha. Bộ này sẽ có giá là 99.000 nếu chúng ta chọn được hai bộ bất kỳ trong line. Nếu kết thúc line mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 mọi người lưu ý giúp sắp nha. Kết thúc line mình chỉ chọn một bộ giá là 129.000. Bộ đầu tiên được bán ra với giá 99.000 và giá gốc của bộ này là 250.000. Bộ này là dưới 60kg vô tư mặc nha. Bộ này rất là thoải mái nha. Dưới 60kg vô tư mặc không bán lẻ nha. Bán lẻ thì áo là 99.000 nha Lan Anh nha. Bán lẻ áo là 99.000. Rồi mọi người nghe mã nha mọi người ơi. Nghe mã rồi hãy đặt nha. Bộ này mẫu cao 1m55. Bộ này bao nhiêu ký mặc cũng được nha. Tại vì váy là lưng thun nha. Rồi mã này có rất là ít nha. Mọi người ơi, mã của bộ này là E11 nha. Mọi người nghe rõ mã rồi hãy đặt nha. E11 là mã của bộ này. Nhanh tay giúp sắp nha. Và sắp chị bán, nếu chị lấy một bộ là 129.000, còn nếu mình chọn được hai bộ bất kỳ từ đây đến cuối live mỗi bộ sẽ là 99.000 mọi người nha. Nếu chị lấy một bộ thôi là 129.000. Comment ngay giúp sắp E11 là mã của bộ này nha. E11 là mã của combo quá hot như thế này nha. Combo này bao nhiêu ký mặc cũng vừa, miễn mình xấu dưới 60kg nha. Một combo bao gồm áo và váy sẽ có giá 99.000 nếu mình chọn được hai bộ bất kỳ trong line nha. Kết thúc line mình chỉ chọn được một bộ giá là 129.000. Mọi người vui lòng đọc cái kỹ cái caption với lại cái giá ghim mà shop đã comment phía dưới nha. Nếu mua một bộ là 129.000, nếu mua được từ bộ thứ hai trở lên giá sẽ là 99.000 một bộ. Rồi shop bắt đầu chốt hàng nha. Bộ này gần hết rồi nha. Đó, shop thấy chốt rất là nhanh luôn. Chốt cho Lịch Thị Thanh Trần comment số điện thoại địa chỉ giám sát nha. Chúc cho Mại Ngọc, ok Mại Ngọc sắp thấy địa chỉ rồi nha. Chúc cho chị Nguyễn Ngọc E11 comment địa chỉ giúp sắp nha. Chúc cho Dương Mã Thanh, ok E11 đây là ok comment địa chỉ giúp sắp nha, Dương Mã Thanh nha. Rồi chúc cho Ngọc Châu Ly E11 comment địa chỉ giúp sắp. Mọi người phải có địa chỉ sắp mới chưa hàng được nha. Không có địa chỉ thì sắp vẫn chưa giữ hàng cho mình nha. Nhanh tay comment địa chỉ giúp sắp nha mọi người nha. Có tên là comment địa chỉ giúp sắp. Chúc cho Ti Năng Nguyễn combo này, Ti Năng Nguyễn có lấy combo này ok là giúp sắp nha. Mình comment mã chưa có rã. Chưa có rõ. Rồi E11 nhanh tay nha. Chúc cho Thảo Phạm E11 comment địa chỉ giúp sắp. Chúc cho Lịch Thị Thanh Trần E11 comment địa chỉ giúp sắp nha. Tina Nguyễn đây là combo gồm áo và váy với giá 99.000 khi mình mua hai bộ bất kỳ trong line. Kết thúc line mình chỉ lấy một bộ thôi, giá là 129.000 nha. Rồi tiếp chúc cho Ngọc Hương E11 comment địa chỉ giúp sắp. Mọi người có tên nhanh tay comment địa chỉ giúp sắp nha. Nếu mà không có địa chỉ thì sắp sẽ chưa giữ hàng được nha. Chúc cho Phương Hà hai bộ, ok Phương Hà nha, comment địa chỉ giúp sắp nha. Rồi nhanh tay comment giúp sắp là E11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Ai chưa có địa chỉ nhanh tay comment nha. Không có địa chỉ sắp không giữ hàng được nha mọi người nha. Rồi nhanh tay comment E11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để em chốt cho mình một cái bộ một cái set siêu xinh như vậy các chị và các bạn nha. Bao gồm một chiếc áo trẻ vai và một chân vải chỉ với giá 99.000 và áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong line thì mỗi combo sẽ có giá 99.000. Còn nếu kết thúc line được một combo sẽ có giá 129.000 các chị nha. Đúng rồi. Còn nếu mà kết thúc line chỉ lấy một combo thì sẽ có giá 129.000.
nào chốt thì chốt giúp em giá, chốt giúp em mã là E11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Rồi mọi người nghe rõ là giá nha. Mỗi mẫu nếu mọi người chỉ lấy một bộ thôi thì giá là 129.000. Kết thúc live mình chọn được hai bộ bất kỳ, giá sẽ là 99.000 một bộ nha. Mọi người ơi, hãy đọc cái ghim giá của shop có ghim rất là rõ, mọi người ghim đọc cái rõ cái giá là tất cả đều đồng giá như vậy nha mọi người nha. Ok ok, Tina Nguyễn, chúc cho Tina Nguyễn nè. Rồi bây giờ shop chuẩn bị qua mẫu trong 10 giây cuối cùng nha. 10 giây nữa shop sẽ qua mẫu nha. Và mã này sẽ trở về 250.000 trong 10 giây nữa nha. Combo này có giá gốc là 250.000 và shop bán với giá 99.000 một bộ. Chỉ trong thời gian mà mẫu đang sâu nha. Sau livestream bộ này giá 250.000 nha. Và 99.000 một bộ, áp dụng khi mình chọn được hai bộ bất kỳ trong live. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ, giá là 129.000 nha. Rồi chúc cho Hương Ngọc Lan E11 ok comment địa chỉ giúp shop nha. Rồi mọi người có tên nhanh tay comment địa chỉ giúp shop. Phương Hà comment địa chỉ giúp shop. Thảo Phạm comment địa chỉ giúp shop nha. Ngọc Châu Lý comment địa chỉ giúp shop nha. Rồi Dương Mã Thanh comment địa chỉ giúp shop nha. Rồi chúng ta sẽ qua mẫu nha. Chúng ta sẽ tiếp tục qua mẫu nha. Chương Việt, Chương Việt comment giúp shop là E11 comment giúp shop E11 nha, Chương Việt nha. Bây giờ shop sẽ qua mẫu nha mọi người nha. Không áo đôi của shop quá à. Áo đôi hả em? Áo đôi thì em có thể mua giống nhau. Em có thể mua một combo giống nhau cũng được nha. Rồi em lấy hai cái áo em là áo đôi cũng được. Rồi bây giờ mình đến với combo. Trời combo này xinh quá trời xinh Thủy ơi. Combo này là E12 mọi người nha. Mã là E12 là sự phối hợp của một chiếc áo trẻ vai phối lưới như thế này. Cái combo này hot miết thôi về. Combo này là ngày hôm nay là ngày về cuối cùng, về cuối cùng của đợt hàng cuối cùng của cái combo này mọi người nha. Đó, một chiếc áo lưới trắng xinh ơi là xinh, mình phối hợp một chiếc chân váy xếp tầng như thế này thì đảm bảo là ai cũng phải ngắm nhìn mình khi mà mình đi dạo phố. Mình đi đi uống cà phê nè, mình đi uống trà sữa nè, mình đi chơi với bạn bè, mình mặc cái set này dễ thương ơi là dễ thương. Dành cho chị nào bạn nào thích style tiểu thư một tí, thích kiểu nhẹ nhàng tinh tế một tí thì nhanh tay chọn ngay bộ này nha. Bộ này cũng dưới 55kg mọi người nha, dưới 55kg vô tư đặt nha. Xinh ơi là xinh. Bộ này thon, mọi người mà có dáng mà dạng như là thon mignon một tí á, trời ơi mặc rất là xinh. Mình có thể phối theo nhiều phong cách, mình có thể mang cái đôi giày bata cũng được, còn không mình mang một đôi cao gót. Rồi trời ơi rất là thanh lịch, rất là nữ tính luôn. Bộ này mã là E12 nha. Rồi nếu chọn được 3-4 bộ thì sao? Nếu mà từ bộ thứ hai trở lên là 99.000 một bộ nha Thảo Phạm nha. Cứ từ bộ thứ hai trở lên là 99.000 một bộ thôi nha. Còn nếu kết thúc live chị lấy một bộ là 129.000 mọi người nha. Combo này sẽ có giá là 129.000 nếu mọi người chỉ chọn một bộ. Và sốc hơn nữa là chị có giá 99.000 khi mọi người chọn được hai bộ bất kỳ trong cái livestream này nha. Trong cái livestream từ đây đến cuối live mọi người cứ chọn được hai bộ bất kỳ thì giá sẽ là 99.000 một bộ nha. Còn kết thúc live mình chỉ lấy có một bộ thôi, mình có chọn được có một bộ thôi thì giá là 129.000 nha. Rồi mã của bộ này là E12 nha. Nhanh tay comment giúp shop là E12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. E12 chị ơi, ai đặt bộ này hãy nhanh tay comment giúp em là E12 kèm số điện thoại nha chị nha. Một chiếc áo lưới trắng và thấy hợp với lại một cái chân váy màu nêu có tầng như thế này nha mọi người nha. Có tầng như thế này rất là xinh luôn chị ơi. E12 chị nha. Ai thích bộ này thì nhanh tay comment giúp em là E12 kèm số điện thoại nha chị nha. Rồi chúc cho Nhung luôn. Nhung rồi. Em chốt cho Nhung Sky luôn nha chị ơi. Em chị luôn nha chị nha. Chốt cho Nam Nguyễn E12. Chốt cho Nam Nguyễn E12 luôn nha. Rồi ai nữa mọi người ơi, ai chốt E12 nữa nha. E12 E12 chị ơi rất là xinh luôn. Chốt cho Nguyên Hoa E12. Chốt cho Nguyên Hoa E12 luôn nha. Chốt cho Thu Hồng Trần E12 comment địa chỉ giúp shop. Chốt cho Thu Hồng E12 luôn chị ơi. Em xin địa chỉ luôn nha. Thu Hồng Trần chị ơi, em xin địa chỉ luôn nha chị nha. Rồi các bạn và các chị nhớ là comment luôn địa chỉ nha để shop gửi hàng nhanh nhất nha, tại vì mỗi ngày đơn hàng của shop nó dồn cục một đống rất là nhiều nên là các chị và các bạn hãy giúp shop với comment đầy đủ cú pháp đó là mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ luôn nha. Nó dồn hàng mà dồn mà không có địa chỉ thì rất là lâu, làm rất là lâu nên là mọi người giúp shop comment địa chỉ luôn nha, shop sẽ gửi đi cho mọi người nhanh nhất có thể để các chị và các bạn mua hàng được nhận hàng sớm là cực kỳ, đó là một cái niềm vui đúng không. Mình mua hàng lúc nào mình cũng muốn là nhận được hàng sớm chứ hàng mà lâu lâu mình rất là
kệ mình rất là bực luôn á, hàng mà nhận lâu quá mình bực á ha. Nếu mình mua hàng mình nhận sớm là rất là vui luôn, nên là các chị phiền các bạn, các chị hãy cho shop địa chỉ luôn nha. Comment E12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop mọi người nha. Chúc cho Thu Hồng Trần E12 ok comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Nguyên Hoa E12 comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Chúc cho chị Hương Nguyễn E12 ok chị Hương Nguyễn luôn nha. Đây là bộ thứ hai của chị nha. Rồi E12 ai muốn lấy E12 nữa nhanh tay comment giúp shop nha. E12 này dễ thương ơi là dễ thương, và đây là đợt hàng cuối cùng của E12 nên các chị và các bạn tranh thủ nha. Ai chưa có trong tủ đồ của mình cái áo trễ vai phối lưới như thế này thì nhanh tay comment giúp shop là E12 nha. Và chỉ 10 giây nữa thôi shop chuẩn bị qua mẫu tiếp theo nha. Hôm nay về một rừng hoa luôn, rất là nhiều hoa. Đó, hôm nay là phong cách nó sẽ thiên về nữ tính và bánh bèo một tí. Đó, nên là chị nào bạn nào mà thích cái style nó nhẹ nhàng tinh tế bánh bèo một tí thì vào xem ngay cái livestream này nha. Chúng ta sẽ chuyển qua E13 ngay bây giờ, E13 ngay bây giờ nha. Các chị ơi, các chị đến với combo E13 bao gồm một chiếc áo vàng in hình họa tiết hoa rất là xinh và có bèo nhún rất đẹp các chị nha. Và đi kèm với đó là một cái chân váy, một cái chân váy quần rất là đẹp nha, chân váy quần đến ngọc trai rất là xinh, rất là xinh luôn các chị và các bạn ơi. Nguyên một combo này từ 250.000, bây giờ em bán trong live chị với giá 99.000, áp dụng khi các chị và các bạn mua hai combo bất kỳ trong live. Các chị và các bạn nào chốt combo này thì nhanh tay chốt cho em mã là E12 kèm số điện thoại, E13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ E13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Rồi em chốt chị Nguyễn Khoa cho em địa chỉ Rồi em chốt cho chị Thu Hồng Trần cho em địa chỉ. Có rồi. Ok, chị Thu Hồng Trần em thấy địa chỉ rồi. Rồi em, mọi người ơi chốt E13 comment E13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ các chị và các bạn nha. E13 xinh xinh luôn E13 này là làm một cái kiểu như là gì ta, hoa kiểu gì ta, hoa bèo hả, bèo hoa, vừa có bèo nhúng nè mà vừa có hoa nhìn xinh xinh, nhìn dễ thương, nhìn kiểu nữ tính á. Đó, hôm nay thì chúng ta hãy đổi phong cách một tí. Chúng ta nữ tính hơn một tí, thường ngày chúng ta hơi cá tính đúng không? Bây giờ chúng ta nữ tính một tí. Nói chung tủ đồ của mình nên bổ sung rất là nhiều phong cách nha. Chứ không chỉ mà mình hôm nào mình cũng bánh bèo, mình hôm nào mình cũng kiểu cá tính, mình hôm nào cũng kiểu kiểu bụi bặm thì nó sẽ hơi bị nhàm chán một tí. Nên là hãy bổ sung cho mình nhiều phong cách khác nhau trong một tuần lễ nha mọi người nha. Rồi hôm nay là mình bánh bèo rồi thì mai mình cá tính, mốt mình Uzan, rồi buổi kia mình lại quay về phong cách sang trọng, buổi kia nữa mình về phong cách lịch sự đó. Rất là nhiều phong cách trong một ngày, trong một tuần thì nó sẽ tạo cho mình cảm giác trời ơi cái người này luôn mới lạ. Nó sẽ tạo cảm giác thật là gọi là gì ta, thật là thân thiện, sinh động cho người, cho những người đối diện, cho những người tiếp xúc với mình nha. Rồi mua một combo trong live, đúng rồi nha, nhóm Nhiên nha. Một combo nếu mà mình chỉ lấy một combo thôi thì giá là 129.000. Còn nếu kết thúc live mình chọn được hai combo bất kỳ thì giá là 99.000 một bộ mọi người nha. Mã của Hân đang mang là E13 nha. Rồi ai muốn sở hữu E13 với giá 99.000 khi mình chọn được hai bộ bất kỳ từ đây đến cuối live nha. Hai bộ bất kỳ trong live thì mỗi bộ có giá là 99.000. Còn nếu chị lấy một bộ thôi giá là 129.000. Mọi người ơi, có thể đọc kỹ cái giá tiền sắp đã ghim cho mọi người thấy nha. Sắp có ghim cái giá tiền ở mỗi cái bộ nên mọi người cứ đọc kỹ nha. Và từ đây đến cuối là đồng giá 99.000. Nếu mà chọn hai bộ bất kỳ là đều 99.000 một bộ nha. Rồi chúc cho Tuyết Nguyễn E13 ok chị Tuyết Nguyễn nha. Chị Yến Cao E13 ok Yến Cao. Đây là mã thứ hai của mình trong ngày nha. Sắp có địa chỉ của mình rồi nha. Rồi ai muốn lấy E13 nữa nhanh tay comment giúp sắp là E13 mọi người nhé. Các chị và các bạn muốn lấy E13 comment E13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ các chị và các bạn nha. E13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ rất là xinh luôn các chị và các bạn ơi, rất là xinh luôn. Và ok em chúc anh chị Nguyễn Linh cho em địa chỉ nha. Chị Nguyễn Linh cho em địa chỉ. Rồi chị Thu Hằng cũng cho em địa chỉ luôn nha. Ok chị Thu Hằng ơi, chị Thu Hằng comment địa chỉ rõ giúp shop nha. Chứ mình comment tỉnh như vậy thì shop không có gửi được. Mình comment rõ cái địa chỉ giúp shop là shop gửi hàng tận nơi cho mình mọi người nha. Rồi nhanh tay comment giúp shop là E13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. Rồi ai còn muốn sở hữu E13 nữa nhanh tay comment nào mọi người ơi. Và chúng ta sẽ chuẩn bị chuyển qua E14 trong ít giây nữa nha. Hàng sẽ lên rất là nhanh cho mọi người chọn nha. Và nhớ là mình chọn hai bộ bất kỳ trong live giá sẽ là 99.000 một bộ nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với E14 mọi người nha. E14 rồi, xinh ơi là xinh. Áo theo phong cách yếm nha. Đó, áo nó có yếm như thế này, cái phần ngoài, cái màu
màu này là màu denim này mọi người ơi. Màu denim mọi người biết đúng không? Denim mình phối với một cây yếm trắng ở trong, nhìn xinh ơi là xinh như thế này. Mình phối hợp một chiếc chân váy này có độ co giãn cực kỳ tốt. Thủy thử kéo cái độ co giãn mọi người thấy. Cái mặt cái váy này là ngồi lên ngồi xuống cực kỳ thoải mái. Đặc biệt nó có cái phần thắt eo ở đây như thế này thì nó sẽ bó sát vào cái eo của mình. Mình có eo bánh mì có 70-80, eo 80 thậm chí vẫn vừa cái váy này nha, tại vì nó co giãn rất là tốt luôn. Thậm chí mình eo 56 như Ngọc Trinh mặc vẫn rất là vừa nha, tại vì nó có cái phần thắt eo, nó thắt bo sát vào cái eo của mình, mặc rất là thoải mái. Đặc biệt cái vải co giãn cực kỳ, ngồi lên ngồi xuống là không bị khó chịu, không bị cứng như là khi mình mặc cái quần jean nha, mặc váy jean nha mọi người nha. Cái này là váy này, vải rất là mềm, vải kaki nhưng mà mềm nha. Rồi mã này là E14 nha mọi người nha, E14 nha, dưới 55kg thì cứ vô tư đặt bộ này nha, bộ này xinh quá. E14 nha, mã này là E14. Rồi ai muốn sở hữu combo E14 với phong cách cực kỳ thoải mái như thế này thì nhanh tay comment giúp Shop là E14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ngay và liền các chị và các bạn ơi. Dạ chúc cho Nguyễn Ngọc Bảo Thư E14 comment địa chỉ giúp Shop rồi nha. Rồi mọi người comment đọc feedback của Shop này, Võ Thanh Tuyền em nhận được hàng rồi, nghe ẹp lắm. Đó mọi người đọc feedback của Shop nha. Đó, mua hàng của Shop mà cũng feedback như vậy, Shop vô cùng cảm ơn Võ Thanh Tuyền nha. Shop rất là cảm ơn các chị và các bạn mua hàng mà feedback. Giả sử mà có những cái feedback không tốt thì Shop cũng sẽ rút kinh nghiệm để mà làm tốt hơn, chứ mình không thể né tránh những cái chuyện không tốt được. Đó, mình phải học hỏi, mình phải tiếp thu những cái tốt và không tốt, mình sẽ phát huy những cái tốt và tiếp thu những cái không tốt để mình tốt hơn nha. Nên các chị cứ sẵn lòng cho tụi em feedback nha mọi người nha. Rồi chúc cho Nguyễn Ngọc Bảo Thư E14 comment địa chỉ giúp Shop nha. Chúc cho Lịch Thị Thanh Trần E14, ok chị Lịch Thị Thanh Trần em có địa chỉ của mình rồi nha. Rồi chúc cho chị Thiếu Văn mà E14, ok chị Thiếu Văn em có địa chỉ của mình rồi nha. Chị lúc nãy là eo bao nhiêu chị? Chị lúc nãy là eo 60 em nha, anh Lan Anh nha. Chị Hân á, chị Hân là chị lúc nãy là eo 60 nha. Dạ Xuân Hiên ơi, Shop không có bán rời nha. Mua áo cũng 99.000, mua áo và váy không cũng 99.000 nha. Combo này với giá 99.000 áp dụng khi chúng ta chọn được hai combo bất kỳ trong line nha. Kết thúc line mình chỉ chọn được một combo bao gồm áo và váy thôi thì giá là 129.000 nha. Mọi người vui lòng đọc kỹ cái giá tiền Shop có ghim rất là rõ, nên mọi người nếu mà không hiểu thì có thể comment, có thể hỏi Shop lại nha. Rồi bao nhiêu ký vừa chị? Dưới 55kg nha, heo xinh nha các bạn nha. Heo sinh nhà dưới 55kg vô tư đặt bộ này nha. Chị ơi, mã bộ này mã bao nhiêu ký chị? Dưới 54kg nha, sorry dưới 55kg nha, mã ngốc nha. Dưới 55kg thì cứ vô tư đặt bộ này nha. Chân váy quần hay cái này váy quần hay là váy? Cái này là váy em nha, cái này là váy chứ không phải là váy quần nha. Cái váy mà nó có phần đắp chéo như thế này, vải đẹp lắm, cái váy này vải đẹp lắm nha. Rồi nhanh tay E14 nha, nhớ là sau livestream đặt lại giúp Shop với giá 250.000 nha. Rồi chúc cho đồ đẹp vô cùng, ưng vô cùng. Rồi mọi người nghe cái feedback của Quỳnh Như nha. Đồ đẹp lắm, ưng vô cùng. Cảm ơn Quỳnh Như rất rất là nhiều nha. Cảm ơn các bạn và các chị đặt hàng ủng hộ bên Shop thường xuyên như vậy. Chúc cho Út Cưng E14, Út Cưng comment địa chỉ giúp Shop luôn nha. Chúc cho Xuân Hiên E14 comment địa chỉ giúp Shop luôn nha. Chúc cho Mại Ngốc E14, ok Mại Ngốc Shop có địa chỉ của Mại Ngốc rồi nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đặt hàng rất là nhiệt tình như vậy nha. Và còn feedback nhiệt tình cho Shop nữa, Shop vô cùng cảm kích luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc cho Heo Sinh E14 nha. Cảm ơn Heo Sinh rất là nhiều luôn. Heo Sinh comment địa chỉ giúp Shop nha. Mọi người đặt hàng comment giúp Shop địa chỉ luôn nha. E14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để Shop chốt cho mình nhanh nhất nha. Bộ này xuất sắc vô cùng luôn. Cái này cái váy nè, đảm bảo mua cái váy này về là vô cùng ưng luôn. Tại vì đó, thứ nhất là cái vải nó đẹp, thứ hai là cái form của nó dễ mặc, tại vì nó co giãn theo cái vòng eo của mình nè. Và ngồi lên ngồi xuống cực kỳ thoải mái. Thứ ba nữa là cái áo này phong cách trễ vai là một trong những cái phong cách mà nó đang gọi là đình đám hiện nay luôn. Ai cũng nên có một cái áo trễ vai. Nó trễ vai này nó rất là nhẹ nhàng tinh tế nha. Nó không có phải lộ nguyên cái phần vai của mình, mà nó chỉ lộ nhẹ một xíu thôi đó. Lấp ló như thế này mới xinh đó, mới xinh nha mọi người nha. 45kg là vô cùng vừa, vô cùng đẹp nha Thảo Phạm nha. Mẫu bên Shop là 45kg nha Thảo Phạm nha. Thảo Phạm ơi nhanh tay comment E14 giúp Shop nha. E14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp Shop nha. Và Shop chuẩn bị qua mẫu trong 10 giây cuối cùng mọi người ơi. 10 giây cuối cùng Shop sẽ chuyển qua E15 và sẽ trở về giá 250.000 nha. Mọi người nhớ giúp Shop, giá này chỉ bán trong livestream. Sau livestream mọi người mua giúp Shop với giá 250.000 mọi người nha. Rồi các chị và các bạn ơi, combo tiếp theo mà em đang mặc đây là một combo E15 rất là xinh, bao gồm một chiếc áo sơ mi trẻ vai hồng rất là đẹp ạ. Chị Thảo Phạm, 45kg là bên mình mặc ba vừa rồi ạ. Dưới 55kg là bên em ba vừa luôn các chị và các bạn nha. Rồi, một cái áo trẻ vai kết hợp cùng với một cái chân váy đuôi cá.
màu ghi rất là xinh luôn các chị và các bạn nha. Màu ghi rất là xinh. Và các chị nào chốt thì comment cho em E15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Vâng, chốt E14 cho chị Thảo Phạm mà. Chị Thảo Phạm cho em số điện thoại địa chỉ ạ. Em xem giảng ảo Hằng Môn, chị Hằng Môn ơi, giảng ảo là như vậy các chị và các bạn nha. Các chị và các bạn nha, mình có thể điều chỉnh độ dài của giảng ảo các chị và các bạn ơi. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay comment E15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ vẫn 99.000. Một combo à chốt các chị và các bạn áp dụng khi các chị và các bạn chốt 2 combo bất kỳ trong live thì 99.000 mỗi combo. Và nếu kết thúc live các chị và các bạn chỉ chốt được duy nhất một combo thì mình sẽ có giá 129.000 ạ. Rồi ok, E15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ các chị và các bạn nha. E15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Rồi em chốt cho chị Linh Thị Thanh Trần à. Linh Thị Thanh Trần à. Em chị ơi cho em địa chỉ ạ. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay chốt cho em mã E15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Rồi ok Lê Nhật, em chốt cho Lê Nhật. Rồi em chốt cho Lê Thị Hồng Nhung, Lê Nhật có địa chỉ chưa ạ? Em chốt cho Lê Thị Hồng Nhung có địa chỉ chưa ạ? Rồi em chốt cho Yên Phan à. Rồi Hồng Hải, ok em chốt cho Hồng Hải nha. Hồng Hải cho em địa chỉ nha. Uông Hải cho em địa chỉ, em chốt cho Hoàng Mạnh cho em địa chỉ nha. Quần có quần trong không dài dáng phải thì mình không có quần trong các chị và các bạn ai? Nha. Lê Thị Hồng Nhung, chị Lê Thị Hồng Nhung cho sắp địa chỉ chị nha. Rồi ok Uyên Phạm, địa chỉ rất là rõ ràng. Cảm ơn Uyên Phạm rất là nhiều. Nói chung chị nào mà đặt hàng mà cho đầy đủ thông tin, mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ, sắp vô cùng cảm ơn, vô cùng cảm kích luôn. Tại vì các chị đã hiểu được nỗi khổ của sắp là mỗi ngày đó đơn hàng nó dồn chồng chất mà không có địa chỉ thì sắp rất làm rất là lâu. Nên các chị comment nhanh giúp sắp là số điện thoại địa chỉ thì sắp vô cùng cảm ơn nha. Rồi chúc cho Lê Nhật comment địa chỉ giúp sắp luôn nha. Chị Lịch Thị Thanh Trần cảm ơn chị rất là nhiều. Chị chỉ cần chỉ cần comment mã thôi nha, chị có địa chỉ rồi, chỉ cần comment mã thôi, không cần comment lại số điện thoại nữa đâu. Rồi Lê Thị Hồng Nhung comment địa chỉ giúp sắp nha. Chúc Uông Hải, ok Uông Hải comment địa chỉ giúp sắp nha. Dạ chúc cho chị Oanh E15, chị Oanh comment địa chỉ giúp sắp nha. Chúc cho Hằng Moon, ok chị Hằng Moon E15, ok Hằng Moon có địa chỉ rồi đúng không? Rồi nhanh tay nha mọi người nha. Hả? Chị Oanh chưa có địa chỉ, chị Oanh comment địa chỉ giúp sắp nè. Chị Anh comment địa chỉ giúp sắp nha. Chị Lê Thị Hồng Nhung comment địa chỉ giúp sắp nha. Mọi người đặt hàng giúp sắp comment địa chỉ luôn nha mọi người nha, để gửi hàng nhanh nhất cho mọi người nha. Rồi xong chưa mọi người ơi, chúng ta 20 giây cuối cùng chúng ta sẽ chuyển qua mẫu khác rồi. Và nhớ giúp sắp là sau livestream giá 250.000 nha. Tại vì những cái mặt hàng này vải rất là đẹp nha. Sắp không có phải bán cái kiểu hàng mà hàng nhão và cái hàng mà cái vải cực kỳ gớm mà đem lên bán thì sắp không có bán nha mọi người nha. Hàng này vải đẹp sắp mới bán nha. Hàng này vải đẹp nè. Hàng này cái vải, cái trên vải là vải kaki. Còn cái áo là cái vải theo cái kiểu vải sơ mi mà mọi người biết cái sơ mi lụa. Nó hơi giống sơ mi lụa một tí á. Nhưng mà cái vải này nó dày, thấm hút mồ hôi mặc đã lắm. Dạ nón là 99.000 nha, mua lê nha. Đổi mẫu được không? Lê Thị Hồng Nhung ơi, mình đặt hàng là mình chốt chắc chắn nha. Rồi mình đổi cái gì mình nhanh tay comment giúp sắp Hồng Nhung nha. Rồi mình comment địa chỉ giúp sắp nha Hồng Nhung nha. Đổi cái gì nhanh tay comment giúp sắp nha. Và mọi người đặt giúp sắp lưu ý là mình không hủy giúp sắp nè. Và mình hạn chế đổi nha. Tại vì biết sao không? Đổi biết sao không? Sợ lộn của mọi người chứ không gì hết á. Sợ nhầm mẫu này qua mẫu kia của mọi người thì rất là khổ luôn. Sợ nhầm mẫu lắm mọi người ơi. Rồi Hồng Nhung nhanh tay comment giúp sắp là mình lấy cái gì nha. Rồi ok chị Oanh sắp thấy địa chỉ của mình rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều nha. Chị nhớ chọn thêm một bộ nữa để được giá 99.000 một bộ nha. Nếu kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 mọi người nha. Sau livestream mình chọn được hai bộ bất kỳ giá là 99.000 mỗi bộ mọi người nha. Rồi các chị và các bạn ơi, comment E15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để chốt bộ của em. Bộ của em sẽ qua trong 10 giây nữa các chị và các bạn nha. 10 giây nữa để bộ em qua mẫu. Và qua mẫu rồi mình sẽ có giá 250.000 các chị và các bạn nha. Rồi, rồi bây giờ em sẽ qua mẫu các chị. Ok, bây giờ mình chuyển qua E16 mọi người nha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua E16 ngay bây giờ đây. Quá xuất sắc. Bộ này nhìn trời thanh lịch lắm. Bây giờ mình chuyển qua thanh lịch nha. Thông ơi, giới thiệu chị. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một mẫu mới nha mọi người nha. Phong cách thanh lịch cổ V. Một chiếc áo cổ V và có phi ở đằng sau nha mọi người nha. Thanh lịch. Cái gì vậy? À. Rồi mọi người ơi, đây là mã
E16 nha. E16 là sự phối hợp của một chiếc áo sơ mi và một chiếc chân váy thanh lịch như thế này nha. Mọi người có để cái hàng nút như thế này không? Hàng nút là em cực kỳ thích luôn. Hàng nút giả như thế này nè, nó tạo một cái điểm nhấn cực kỳ riêng cho cái chiếc váy này, nhìn rất là sang nha. Và cái này là eo thủy hơi nhỏ nên sẽ hơi rộng một tí. Thì chị nào cái mẫu này mà chị nào trên 43 kg nha, từ 44 đến bao nhiêu, 44 đến 55 kg đặt ngay bộ này nha. Chị nào bạn nào từ 44 đến 55 kg thì đặt bộ này sẽ đẹp nha. Đó, 44 đến 55 kg nha, sắp lưu ý số ký cho mình nha. Bộ này thanh lịch cực kỳ vì tại vì cái áo này cái cổ của nó là cổ khoen nha. Và cái cổ V như thế này nó tạo cho mình cái cảm giác là vòng một của mình đầy đặn hơn. Nếu mà mình chịu mặt xích xuống một xíu á, đó thì tạo cảm giác là vòng một của mình sẽ đầy đặn hơn đối với các form áo cổ V mọi người nha. Và cái chân váy này là chân váy quần nha, quần đúng không? Đó, chân váy quần nha, nhìn vải rất là đẹp, vải này mê lắm mọi người ơi. Mua cái bộ này mà chê chất vải này sắp không biết như thế nào luôn. Vải cực kỳ đẹp nha, bộ này vải đẹp lắm. Bộ này giống như là mặc mình mặc đi làm được luôn á. Còn không ấy, mình thì mình đi học thêm nè, mình đi đến trường nè, mình đi chơi cũng được luôn. Đi chơi thì mình phối kiểu khác nha mọi người nha. Rồi bộ này là E16 nha. Nãy mình có lấy áo vàng, giờ E15 nữa được. Dạ, ok chị Hằng mua nha, ok em chốt chị ok được nha. Khi nào có hàng gì chị? Mọi người ơi, sắp sẽ làm hàng và gửi cho mọi người nhanh nhất. Nếu ở tỉnh thì từ 3 đến 6 ngày mọi người nha. Rồi E16 giúp sắp mọi người nha, bộ này là E16. Và nếu chị lấy một bộ trong line giá là 129.000, còn lấy được hai bộ bất kỳ thì giá là 99.000 mỗi bộ nha. Rồi E16 nhanh tay đi mọi người ơi. Ok chị Loan Dương E16, comment địa chỉ. Ok Loan Dương có địa chỉ rồi nha. Ok chị Loan Dương nha. Rồi chúc cho Khởi My xinh. Ok E16, chị Khởi My xin comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Chắc là fan của Khởi My rồi. Khởi My xin, fan của Khởi My xin comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Nguyễn Thanh Tuấn E16 comment địa chỉ giúp shop mọi người nha. Nhớ đặt hàng comment giúp shop, mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ luôn nha. Trên vải có màu khác không? Dạ, mỗi bộ chỉ có đúng một màu nha. Tại vì đây là sự gọi là kết hợp xuất sắc nhất rồi. Sự gọi là sự shop phải cân đo đong đếm phối hợp như thế nào để mà xinh nhất cho mọi người thì shop mới sâu, nên là mỗi bộ sẽ duy nhất một màu nha. Đó là sự phối hợp rất là hợp lý rồi. Còn nếu các chị chưa hài lòng với sự phối hợp này, các chị ưng với hai sản phẩm này, có thể mua về có thể phối với các sản phẩm có trong tủ đồ của mình vẫn được nha. Ví dụ cái váy đen này mình quá dễ phối rồi, mình phối với áo gì cũng được. Còn cái áo sơ mi như thế này mình có thể phối trên váy body, chân váy xòe, chân váy jean hay là quần jean baggy đều hợp lý nha. Rồi nhanh tay E16 chúc cho chị Phạm Hường E16, comment địa chỉ giúp shop nha chị Phạm Hường nhé. Mọi người nhanh tay comment giúp shop là E16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nhé. E16 các chị nha, đây là mã E16 nha các chị ơi. Nếu mà chị nào thích hãy nhanh tay cùng chiếc em là E16 với số điện thoại nha mọi người nha. Một chiếc áo cổ V màu xanh rất là đẹp luôn các chị ơi, và phối hợp với lại một chiếc quần váy nha mọi người nha. Đây là quần váy nha mọi người, mặc rất là cực kỳ thoải mái luôn nha mọi người nha. Đây là E16 nha mọi người nha. E16 nha mọi người, ai thích thì mày hãy nhanh tay cùng chiếc em là E16 với số điện thoại nha mọi người nha. Được rồi, rồi chúng ta sẽ chuyển mã trong 10 giây cuối cùng nha. E17 sẽ được lên trong 10 giây nữa nha. E17 tiếp tục sẽ lên E17 và sẽ lên nhiều mã để cho các chị có nhiều sự lựa chọn nha. Nhanh tay comment giúp shop là E16 nha các chị nha. Như cho mình dây nịt mà. Sao chị lớp sorry ơi. Cái dây nịt hả chị? Cái dây nịt bị tê hả? Bị tua hả? Nói chung là cái dây nịt mà nó bị tua ra thì chị có báo với shop nha. Đó, nói chung là mọi người có cái gì thì cứ feedback cho shop nha. Dây nịt bị tua ra thì chị có thể inbox cho shop để shop đổi cho mình cái dây nịt mới nha. Nói chung là cái dây nịt là cái dây thắt lưng đúng không? Cái dây để cột lại, nếu bị tua thì nói cho shop nha mọi người nha. Rồi ok, cảm ơn feedback của chị nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với E17 nha. Có vấn đề gì mọi người cứ inbox cho shop nha, để shop có thể đổi cho mình, bảo hành cho mình nha mọi người nha. Cứ yên tâm nha mọi người nha. Rồi bây giờ mình đến với E17 nha. E17 là sự phối hợp của một chiếc áo trễ vai, một chiếc váy hai tầng xinh ơi là xinh như thế này. Các chị và các bạn ơi, trước chúng ta đến với E17 các chị và các bạn nha. E17 là một sự phối hợp siêu xinh của một chiếc áo trễ vai và một chiếc váy hai tầng công chúa rất là đẹp luôn các chị và các bạn ơi. Và nhanh tay comment các chị và các bạn ơi, dưới 55 kg thì mình nhanh tay đặt nguyên cái set này rất là xinh các chị và các bạn nè. Rồi các chị và các bạn chốt set E17 này bằng cách comment E17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ E17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. E17 thì rất xinh luôn các chị và các bạn ơi. E17 rất xinh. Rồi các chị và các bạn nào chốt thì comment E17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ Rồi em chốt cho chị Món Nhiên
cô chị mong nhiên đặt rõ địa chỉ. Dạ em chúc cái chị khởi vi sinh cho em địa chỉ luôn à. Đội 7A14 lấy 7A16 được không ạ? À? À chị Thảo Phạm ơi, bên em không có đổi, đổi như vậy được các chị ơi. Rất là đụng hàng, rất là dễ đụng hàng của các chị. Lúc trước em cũng nhận đổi nhưng rất dễ đụng hàng của các chị nên là bây giờ em không nhận đổi nữa nha các chị ơi. Thôi chị Nha Đầu, cho em địa chỉ áo vải gì ạ? À? Áo này là chất vải. Chất vải này chất vải gì vậy chị? Vải caro lăng các chị và các bạn nha. Vải caro lăng nha. Vải chuyên may áo sơ mi đó các chị và các bạn ơi. Các chị và các bạn ơi, nguyên một combo này rất là xinh, đảm bảo xinh, chất vải cực kỳ tốt, cực kỳ đẹp cho các chị và các bạn luôn nha. Cái nô này là mình thắt hai cái vai là mình thắt như thế nào là tùy các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn ơi, comment cho em A17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em ạ. À. Nếu các chị và các bạn chốt nha, 99.000 trên một combo áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong line thì 99.000 mỗi combo nha. Còn nếu mua một combo duy nhất trong line sẽ có giá là 129.000. Váy này là váy quần nha các chị và các bạn ơi, váy ở trong có quần nha, váy ở trong có quần yên tâm. Chị Dương Lê yên tâm nha, chị Dương Lê chốt thì chốt cho em là mã A17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. À. Em chốt chị Yên Phạm ạ, à. Em chốt cho chị Yên Phạm, set này rất là xinh. Rồi em chốt cho chị Ngọc Loan Trương Thị ạ, à. Ngọc Loan Trương Thị cho em địa chỉ ạ, à. Gửi về đi ship, gửi về Đà Lạt ship tầm bao nhiêu, mấy ngày có ạ? À? À, từ Đà Lạt là 3 đến 5 ngày. Đà Lạt từ 3 đến 5 ngày em nha. À, tầm ship thì từ 30 đến 35 ngoại thành các chị và các bạn nha. Kim Văn giá bao nhiêu? Kim Văn ơi, giá chỉ có giá 99.000 trên mỗi combo áp dụng khi mua hai combo bất kỳ thì 99.000 mỗi combo. Còn nếu mua một combo đi trong lai 129.000 nha. Đúng rồi. Nếu mà mình chỉ lấy một combo là 129.000 nha. Dạ ok, em chốt cho Lịch Thị Thanh Trần. Ok em, và đây là 4 mã hàng thứ tư của mình rồi nha. Ok chị Amodo, comment số điện thoại để chị giúp sắp luôn nha. Ở trên bảy xã S nha chị. À, mọi người ơi, hàng sẽ free size và hàng nó sẽ phù hợp với số ký từ cỡ 43 trở đi 43 đến 54 ký mọi người nha, 43 đến 54 ký nha. Tại vì cái vải này đa số cái form này nó rất là dễ mặc. Thứ nhất nữa là, thứ hai nữa là cái vải nó có độ co giãn á, mình dễ mặc lắm. Nó co giãn nhẹ ở phần eo nên mình dễ mặc lắm. Ok, chúc cho Ngọc Quý E17. Ok, cảm ơn Ngọc Quý nha. Và nhớ là kết thúc line mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 nha. Còn kết thúc line mình chọn được hai bộ bất kỳ giá sẽ là 99.000 mỗi bộ mọi người nha. Ok, Thanh Lịch nha. Lịch Thị Thanh Trần là gì? Trần Thị Thanh Lịch, chắc vậy. Ok, Thanh Lịch nha. 4 bộ rồi, cái tên như người luôn. Thường đặt tên sao là người vậy luôn. Gửi tới bạn chị bao nhiêu ngày vậy chị? Dạ gửi tới bạn chị là 5 đến 6 ngày nha, Trương Việt nha. Gửi bạn chị là 5 đến 6 ngày mọi người nha. Lấy áo ra cho em xem, ok em nha. Lấy áo ra cho bé xem. Đấy, áo form này đẹp lắm. Nói chung cái form này xinh ơi là xinh. Đó. Rồi E17 sẽ qua mẫu trong 10 giây nữa nha. 10 giây nữa sắp sẽ chuyển qua E18 và nhanh lên mọi người ơi, sắp chỉ còn 4 mã hàng nữa thôi. Nhanh tay nha mọi người nha. Và chị nào bạn nào vào trễ thì cứ đặt hàng, sau livestream mình cứ xem lại. Mình chọn thêm một bộ nữa thì vẫn tính giá là 99.000 một bộ nha mọi người nha. Và kết thúc live mình cương quyết lấy một bộ thôi, giá là 129.000 mọi người nha. Rồi xong chưa mọi người ơi, E17 chuẩn bị qua nha. Chúng ta cùng chuyển với E18 và sắp chỉ còn 3 mã hàng nữa thôi. Các chị các bạn nhanh tay nha. Còn nữa không chị? À còn, đẹp, chúng ta còn 3 mã hàng nữa Kim Phượng nha. Rồi bây giờ chúng ta chuyển với E18 nha. Rồi bây giờ chúng ta đến với E18 nha mọi người nha. E18 là sự kết hợp của một chiếc áo, trời bèo nhúng cái áo này là cái áo này dễ thương, áo này về miết mà không biết rồi. E18 là sự kết hợp của áo sơ mi cùng với một chân váy lưới nha. Chân váy lưới là độc quyền bên shop mọi người nha. Chân váy lưới độc quyền bên shop đó. Bộ này cũng, trời bộ này thanh lịch quá, dễ thương quá. Bộ này được bán với giá 99.000 áp dụng khi chúng ta chọn được hai bộ bất kỳ trong line mọi người nhé. E18 rất thích nha. E18 thì chị ơi, ai thích mua hãy nhanh tay comment giúp em là E18 là số điện thoại nha chị nha. Một chiếc áo màu hồng nút và cái hộp bèo tay nha mọi người nha. Một chiếc áo bèo tay rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Có một chiếc nơ ngay cổ nữa mọi người. Có một chiếc nơ ngay cổ nữa nha mọi người. Rất là xinh luôn nha mọi người nha. Rất là xinh luôn. Một cái chiếc đồ nhìn rất là thân mình luôn nha mọi người. Ai thích mua hãy nhanh tay comment giúp em là E18 và số điện thoại nha mọi người nha.
phẩm đẹp nhất ngày hôm nay. Và E18 là sự kết hợp quá xuất sắc luôn. Cái áo này theo phong cách, cái tay nó bèo bèo theo phong cách gọi là gì ta? Quý sờ tập. Đó, mình phối hợp một trên váy lưới như thế này là càng quý tập hơn nè. Trên váy mà nó không chịu đâu, may kaki không chịu đâu, còn phải đắp mình lớp lưới đâu, mọi người có để ý không? May kaki riêng không chịu, kaki riêng là đủ đẹp rồi đúng không? Mà bây giờ xuất sắc hơn là phối thêm một cái lớp lưới nữa, mọi người thấy một chiếc váy may quá hoàn hảo như thế này. Đặc biệt hơn nữa nó còn đính cái cườm, mọi người có thấy những cái hộp không? Đó, váy mà nó hộp từ lưới này. Đó, may rất là kỳ công luôn. Mà mọi người có tin không, một cái chiếc váy kỳ công, một chiếc áo kỳ công như thế này, may là phải đạp cái bèo nè, rồi gắn cái nơ nè, rồi gắn nút nè, mọi người thấy là để là cực kỳ là kỳ công. Mà combo như kỳ công như vậy mà bán 99.000 là chỉ có siêu shop nha mọi người nha. Chỉ có siêu shop mới dám chơi trò này thôi nha. Và 99.000 áp dụng khi chúng ta chọn được hai bộ bất kỳ trong line mọi người nha. Ai muốn sở hữu combo này nữa thì comment giúp shop là E18 nha. Và shop chỉ còn hai mã hàng nữa thôi, nhanh tay đặt hàng các chị và các bạn nha. E18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop mọi người nha. Rồi nếu mà chị nào bạn nào vào trễ thì mình cứ đặt hàng, sau livestream mình có thể xem lại, xem thêm một mẫu nữa, rồi mình chọn, mình chụp màn hình, mình inbox cho shop thì vẫn tính là 99.000 mỗi bộ mọi người nha. Rồi E18 nhanh tay mọi người nha. Ok, chúc cho chị Phương An E18 nha. Phương An cầm mang địa chỉ giúp shop luôn nha. Chúc cho Hằng Moon E18 ok ạ. Hằng Moon ok E18, đây là mã thứ 3 của mình nha Hằng Moon nha. Chúc cho Hằng Nguyễn E18 và ok chị Hằng Nguyễn comment có Hằng Nguyễn có địa chỉ chưa? Chị Hằng Nguyễn comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. Và chúc cho Lê Song sắp mới em với ạ. Hiện tại em không có quản trị, sắp gửi cho em muộn cũng được ạ. Ok Trương Việt ơi, nhớ là inbox cho shop báo liền cái tin đó nha, để sắp nhớ nha, chứ không là sắp lại quên á. Còn bẹt vai không? Như Như ơi, cái bẹt vai hả? Nãy giờ sắp lên rất là nhiều bẹt vai, bây giờ sắp sẽ lên cái kiểu sơ mi thanh lịch em nha. Cho chị cái mũ nồi ở trên tường. Dạ ok chị Thanh Tuyền. Chúc cho chị Thanh Tuyền cái mũ nồi màu đen đúng không chị Thanh Tuyền? Chị Thanh Tuyền em ok chị mũ nồi màu đen nha. Ok chúc cho Ngọc Châu Ly E18 rồi nha. Áo vải gì vậy ạ? Vải này là vải may sơ mi nha. Vải sơ mi nói chung là vải nhiều, có nhiều chất vải mình không có biết tên được. Nhưng mà cái vải này rất là mềm nè. Mọi người mặc rất là mềm, thấm hút mồ hôi, đó đã lắm. Độ may kỳ công mà bán 99.000, thật ra nhiều khi thấy cảm thấy rất là có lỗi luôn. Bán nhiều khi có lỗi với tất cả mọi người, có lỗi với thị trường á. Rồi chốt cho chị Hằng Nguyễn ok. Rồi chị Hằng Nguyễn ơi comment xuống lại địa chỉ giúp shop nha. Bán giá rẻ quá là có lỗi với thị trường đó mọi người biết không? Có lỗi với các anh chị em khác. Anh chị em cũng kinh doanh khác. Nhiều khi cũng thấy có lỗi. Rồi chị Hằng Nguyễn comment địa chỉ giúp shop chị nha. Set nhiêu ạ? Dạ, một set là 129.000 nha mọi người nha. Còn nếu mọi người chọn được hai bộ bất kỳ giá sẽ là 99.000 một bộ nha. Một combo là 129.000. Còn nếu chọn được hai combo bất kỳ giá là 99.000 một bộ nha chị Nhật Loan nha. Rồi, nếu mình thích cái set này nhanh tay comment giúp shop E18 nha chị Nhật Loan nha. Shop sắp qua mẫu và qua mẫu sau like sẽ có giá là 250.000 mọi người nha. Các chị và các bạn ơi, chốt cho em mã E18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Và các chị và các bạn ơi, em sắp qua E19 rồi. Các chị và các bạn nhanh tay chốt để em qua E19 nha các chị và các bạn ơi. Váy size gì và váy freestyle dưới 55kg mình vừa nha các chị và các bạn ơi. Dưới 55kg là mình bao vừa cho các chị và các bạn luôn nè. Rồi em chuẩn bị qua mẫu rồi. Các chị và các bạn ơi, hàng em bán là siêu rẻ luôn. Tự nhiên cưới như vậy. Các chị và các bạn ơi, một combo tiếp theo em đang mặc cực kỳ xinh, cực kỳ thanh lịch các chị và các bạn nha. Đó là một chiếc áo sơ mi đen sọc trắng kết hợp cùng với một chân vải bò. Chân vải vải bố bò rất là đẹp các chị và các bạn nha. Có chất vải rất là dài dặn, rất là đẹp luôn. Và có quần bên trong nha, có quần bên trong nữa các chị và các bạn nha. Trời ơi, cái nguyên một cái chân váy và nguyên một cái áo sơ mi như vậy chỉ có giá gốc từ 250.000. Còn em bán trong live chỉ còn có giá 99.000. Áp dụng khi các chị và các bạn mua hai combo bất kỳ trong live thì mỗi combo sẽ có giá 99.000. Còn nếu các chị và các bạn chỉ mua duy nhất một combo thì sẽ có giá 129.000. Chốt cho em mã này, chốt cho em combo này với mã là E19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. E19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn ơi. E19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn ơi. Nhanh tay mình chốt đi các chị và các bạn. Cái combo này là cực kỳ dễ mặc luôn á. Vậy
váy trắng, vải gì vậy chị? Vải trắng là vải kaki nha các chị và các bạn nha. Kaki mềm nha, phở ngoài phủ một lớp von lưới rất là đẹp nha. Rồi em chốt cho chị SKT Honey. Cho em địa chỉ nha, SKT Honey ơi. Các chị và các bạn ơi, chốt hàng cho em địa chỉ nha. Rồi mình nhanh tay chốt cho em mã E10 kèm số điện E19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho em nha. Ok, E19 và chúng ta sẽ cùng chờ một mã nữa nha. Và chúng ta là hai mã cuối cùng của ngày hôm nay, đó là E19 và E20 nha. Rồi chị nào, bạn nào chưa đặt hàng thì nhanh tay đặt hàng nha. Sau livestream chị nào vào trễ, sau livestream mình có thể chọn thêm một bộ nữa, mình xem lại live vẫn được nha. Ôi con chuồn chuồn, đậu mấy hơn. Con được chuồn chuồn, đậu. Có cái gì ngọt ngọt mà sao nó có đậu kìa. Rồi E19 nha các chị nha. Ok chị Hằng Nguyễn comment, có địa chỉ chưa? Chị Hằng Nguyễn có địa chỉ chưa? Chị Hằng Nguyễn ơi comment địa chỉ giúp sắp không chị nha. Và mọi người ơi, sắp chỉ còn hai combo cuối cùng là sắp đã hết chương trình livestream này rồi. Và cũng như kết thúc chương trình 99.000 trong livestream. Nên là chị nào chưa đặt thì nhanh tay đặt nha. Chị nào vào trễ thì cứ comment mã của mình thích, sau livestream có thể xem lại để chọn thêm một bộ nữa nha. Bộ em đang mặc bao nhiêu ký thì vừa vậy ạ. À. Dạ Thanh Thanh ơi, bộ này thì thật ra cái áo này rất là thoải mái, cái áo này thậm chí là 60kg mặc vẫn được luôn. Nhưng mà muốn đẹp nhất thì mọi người cỡ 55kg trở xuống mọi người đặt nha. Muốn đẹp nhất thì 55kg trở xuống mọi người đặt chị Thanh Thanh nha. Chị Thanh Thanh nhanh tay comment giúp em là mã E19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. E16 còn không chị? Mọi người ơi, đặt hàng bi Kim Phượng ơi comment giúp shop là E16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Để chi? Để hệ thống của shop ghi nhận sẽ tổng hợp lại tất cả các đơn và sau đó shop sẽ phân cho chị nào mà comment nhanh nhất là shop sẽ để hàng cho chị nào nhanh nhất nha. Rồi cứ còn hàng tới lượt mình là còn hàng là sắp sẽ gọi cho mình nha chị Kim Phượng nha. Rồi Kim Phượng comment giúp sắp là E16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Còn mã của Hân đang mang là E19 nha. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng xem E20 luôn nha, là hai mã cuối cùng của ngày hôm nay nha. Sắp trả lời em đi, sắp điện thoại em đi. Hằng Nguyễn ơi, chị có thể comment địa chỉ ngoài đây luôn cũng được, còn không chị inbox cho sắp nha, nếu mình ngại comment ngoài đây nha, mình có thể inbox cho sắp nha. E20 ra luôn em, kéo luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với E20 luôn để mọi người chọn nha. E19 và E20 là hai mã cuối cùng của ngày hôm nay nha các chị và các bạn nha. Ok Kim Phượng E16 nha Kim Phượng. Được đưa địa chỉ được không? Ok Kim Phượng được nha. Chụp màn hình đưa địa chỉ cho sắp liền, inbox qua inbox nha. Chị 57kg cao 1m65 chắc không vừa đâu. Chị Thanh Thanh ơi, chị 57kg mà cao 1m65 thì chị vừa. Cái bụng của Hân, cái bụng của Hân thoải mái nè chị này. Tại vì cái vải này nó rộng á, và cái vải này nó phải co giãn nè chị ơi. Vải này phải co giãn nha. Thật ra cái áo này như em nói là 60kg mặc vẫn được. Đó, nên là chị 57kg mà chị cao 1m65 thì dáng người của chị khá là cao nên chị mặc được chị Thanh Thanh nha. Đó, nói chung là phải là mặc vừa mặc được thì em mới bán, chứ không có thể nào mà gọi là cái bao nhiêu ký bán thì không có được. Phải mặc vừa khách mà phải mặc vừa mặc đẹp thì sắp mới bán được nha. Dạ chị Thanh Thanh chị vừa nha. Rồi ok Kim Phượng. Rồi E19 và của Thủy là E20, hơn giới thiệu bộ E20 cho mọi người luôn nha. Dạ các chị và các bạn ơi, E20 là em mà Thủy đang mặc các chị và các bạn nha. Và đi kèm đi là sự kết hợp của một cái áo hai dây cực kỳ xinh màu trắng và có in họa tiết hoa văn, và đi kèm với đó là một cái chân váy quần có khoen các chị và các bạn nha. Chân váy này là chân váy quần nha, có quần bên trong và có khoen rất là xinh. Nguyên bộ combo mà Thủy đang mặc chỉ có giá 99.000 áp dụng cho các chị và các bạn. Mua 2 combo bất kỳ trong live và mỗi combo thì có giá 99.000, còn nếu kết thúc live chỉ được một combo sẽ có giá 129.000. Chốt combo phải comment giúp em E20 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Đúng rồi, của Thủy bộ váy xanh của Thủy là E20, còn bộ sọc của Hân là E19. Ok, chúc cho chị Oan E18 rồi nha. Ok, em chốt rồi nha. Rồi, bây giờ mình ok chị Đặng Thùy. Ngựa quay để tay được như vậy cho nó tắt đèn vậy. Xoay cái này đi. Ngựa xoay đi cho nó tắt. Thả ra. Ok nha, rồi chúc cho chị Đặng Thùy E20. Ok Đặng Thùy nha. Ok chị Đặng Thùy comment địa chỉ giúp sắp luôn nha. Ok chúc cho Quang Trần E19. Ok Quang Trần nha. Quang Trần đúng không? Quang Trần ok E19. Quang Trần E19 okay, nha. Quang Trần cho mình địa chỉ nha. Rồi mọi người, các chị và các bạn ơi, chốt E19 comment E19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ là mã em đang mặc. Còn nếu chốt của mã bạn đang mặc thì comment cho em E20 kèm số điện thoại kèm địa chỉ các chị và các bạn nha. Đúng rồi. Ok và chúng ta chỉ còn 1 phút nữa cho livestream này nha. Chị nào bạn nào mới vào chưa đặt kịp thì nhanh tay đặt nha. Và sắp sẽ kết thúc live trong 1 phút nữa.
Và chị nào bạn nào còn nhắn nhủ gì thì comment giúp Sáp luôn nha. Nhớ là kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 mọi người nha. Và nếu mà mình mới chọn một bộ, mình có xem live và mình mới chọn một bộ thì sau livestream mình cũng có thể inbox, mình có thể xem lại live mình inbox cho Sáp vẫn được nha, vẫn được tính nha mọi người nha. Rồi chúng ta chỉ còn ít giây nữa thôi, nhanh tay hỏi hoặc là comment cái bất cứ cái gì mọi người muốn nha mọi người nha. Và các chị và các bạn ơi, em còn một phút nữa để mình có thể đặt hàng E19 hoặc E20 cũng có thể đặt những câu hỏi để cho bên em có thể giải đáp cho mọi người nha. Và các chị và các bạn nhanh tay để em có thể giải đáp cho mọi người những thắc mắc và có thể đặt hàng, chốt đơn hàng cho mình luôn ạ. Và các chị và các bạn nào chưa cho em địa chỉ thì mình cho em địa chỉ nha các chị và các bạn ơi, khỏi cần phải inbox cho em đâu. Đúng rồi, còn chị nào bạn nào mà chưa có địa chỉ thì nhớ là inbox liền cho Sáp nha. Inbox liền cho Sáp ngay sau khi livestream này kết thúc nha. Rồi ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã tham gia livestream cực kỳ nhiệt tình hôm nay. Và xin chào tạm biệt tất cả các chị và các bạn. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Xin chào, hẹn gặp lại livestream tiếp theo nha.